Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 76. Trong nháy mắt Tạ Thiên Lệ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lúc đầu, Tạ gia muốn hái đào của Ngạo Tuyết ở Nam Dương nên giam cô ta ở Hương Sơn, thậm chí còn lợi dụng mối quan hệ của quý gia. Kết quả Lôi Thiên Tứ vừa ra tay đã diệt sạch hoa mới nở. Ở Hương Sơn, sắc mặt của Lôi Thiên Tứ còn hơn gấp trăm lần so với lãnh đạo ở Đế Đô. Hà Lạc là một người đàn ông lớn tuổi hơn Hoàng Văn Đào, có lẽ khoảng 60 tuổi, khí chất chững chạc lão luyện. Dù Hà gia đang loạn lạc nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh hiếm có. Chào cô Trần, Hà Lạc khẽ gật đầu với Trần Ngư, vẻ mặt không mấy nhiệt tình. Dù sao trang sức Trần Thị là người đầu tiên giảm giá, cố ý hạ giá thành của Ngọc Thạch thành phẩm. Đối với Hà gia hiện tại mà nói, đó là không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trần Ngư mỉm cười nói, xin chào, Hà Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy người thật. Hà Lạc lắc đầu nói, so với cô Trần, tôi chẳng qua là hạng người vô danh bừa bãi mà thôi. Danh tiếng của cô Trần lớn hơn Hà Lạc tôi rất nhiều. Mời ngồi. Trần Ngư cười nói, nghe nói Hà gia gần đây gặp khó khăn, nên tôi tới đây xem có thể giúp được gì không. Hà Lạc nghe lời này ngay lập tức bật cười. Nếu Trần Ngư nói lời này trước khi tìm được sự giúp đỡ thì chắc chắn ông ta sẽ giơ hai tay chào đón, mặc dù Trần Ngư chắc chắn có ý xấu. Nhưng hiện tại, ông ta không cần phải thỏa hiệp với Trần Ngư nữa, bởi vì việc gia nhập Tạ gia đã mang lại cho ông ta niềm tin mãnh liệt. Cô Trần, mời trở về đi, tôi không có chuyện tốt gì muốn nói với cô, nếu cô thật sự muốn tâm sự với tôi vậy thì tăng giá cả Ngọc Thạch thành phẩm của trang sức Trần Thị lên mức bình thường đi. Hà Lạc lắc đầu nói. Việc giảm giá của trang sức Trần Thị đã khiến nhiều công ty trang sức cũng theo đó giảm giá để tiến hành chèn ép tập đoàn Hà Thị. Tập đoàn Hà Thị có một lượng lớn ngọc thạch giá cao được mua từ Ngọc Thạch Quốc. Nếu không thể quy đổi thành tiền, đống đá kia sẽ giết chết họ. Nhưng bây giờ nếu muốn hiện thực hóa cũng sẽ lỗ vốn, giá ngọc thạch thành phẩm gần bằng giá nguyên thạch, vậy còn bán quái gì nữa? Phí nhân công cũng thâm hụt vào. Điều này không có nghĩa là người Hà gia ngu ngốc. Mà là tên đồ tể béo quá đáng sợ, trong tam giác độc suốt ngày một tay ấn AK, không chỉ có nguyên thạch mà còn có giá hàng lậu cũng tăng vọt. Tạ Thiên Lý cũng cười lạnh nói, Trần gia thật sự vừa có thế lực vừa có uy thế, vừa giảm giá để ép chặt cửa hàng trang sức của Hà gia, đồng thời muốn tới để tâm sự, có buồn cười không chứ? Trần Ngư cũng không để ý quá nhiều, cười nhạt nói, xem ra Hà gia đã đạt được quan hệ hợp tác cùng Tạ gia. Ngày xưa có vương Tạ Đường. Tạ gia ở Đế Đô đúng là phủ khả địch quốc. Tạ Thiên Lệ đắc ý nói, đương nhiên, có Tạ gia tôi ủng hộ, nếu các người muốn bóp chết Hà gia, vậy cứ đợi mình thất thủ, phá sản đi. Nếu người khác nói những lời như vậy, Trần Ngư trong phút chốc có thể đánh cho đối phương sưng mặt nhưng Tạ gia có tư cách nói vậy. Tài lực của Tạ gia và vương gia vô cùng cường đại. Tôi nhớ tới ngài Lôi Hình như đã nói, người cầu Tạ gia không nên quá dài tay. Hương Sơn bên này không phải là nơi để các người có thể gây chuyện. Tề Đẳng Nhàn cười nói, bắt chéo chân nhìn về phía Tạ Thiên Lệ lười biếng nói. Ai sẽ để tâm lời nói của người chết? Tạ Thiên Lệ cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu với Hà Lạc nói, tôi sẽ cho Hà Tổng một cơ hội để đàm phán với Trần gia. Như vậy tôi có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho tập đoàn Hà thì các người một đường sống. Ít nhất sẽ không đến mức khiến cho cả nhà các người mệt bở hơi tai. Nửa đời sau ít nhiều gì cũng có thể làm ông chủ nhà giàu bình an. Nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói như thế, Tạ Thiên Lệ bật cười một tiếng. Hà Lạc cũng cười ha ha, ánh mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn đầy khinh thường và thờ ơ. Ông ta đương nhiên biết mình bị người Mỹ lừa, bây giờ ông ta cũng hiểu chính tên khốn Tề Đẳng Nhàn này khiến ông ta có kết cục như vậy. Trong mắt ông ta, hành động của Tề Đẳng Nhàn chẳng khác nào là cho ông ta một cái mồm to, ép ông ta ăn một đống cứt. Cậu đang nói cái chuyện ngu ngốc gì vậy? Cậu có thể sao? Cậu xứng không? Có Tạ gia ủng hộ tôi, cậu lấy gì chèn ép tập đoàn Hà Thị? Giá ngọc thạch thành phẩm của các người giảm phải không? Vậy thì Tạ gia chúng tôi sẽ ăn hết, tệ nhất là sẽ sang tay bán cho đại lục. Tôi không tin rằng khi giá nguyên thạch vẫn cao, các người vẫn có thể chịu lỗ sản xuất ngọc thạch thành phẩm với số lượng lớn. Tạ Thiên Lý cười lạnh, nhìn Tề Đẳng Nhàn. Kiêu ngạo nói, tôi thừa nhận anh có chút thủ đoạn,
nhưng ý tưởng kinh doanh của anh thật trẻ con và đơn giản, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Tề Đẳng Nhàn nghiêng nghiêng liếc nhìn Tạ Thiên Lý, chậm rãi nói, ai nói tôi sẽ dùng thủ đoạn thương mại để giải quyết vấn đề. Trần Ngư không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn, tạm thời không nghĩ ra biện pháp nào để Tề Đẳng Nhàn có thể phá vỡ tình thế, dù sao Tạ gia có nguồn tài chính hùng mạnh, muốn bọn họ biết khó mà lui cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất tên tuổi của Trần gia Nam Dương cũng không thể dọa được Tạ gia, huống chi Tạ gia vốn là một trong những kẻ thù của Trần gia Nam Dương. Hiện tại, Trần gia bị tứ phía bao vây, thậm chí trong nội bộ cũng gặp nguy hiểm, mọi người chia làm ba phe, có người muốn trở thành phe hòa giải, có người chỉ quan tâm đến bản thân mình, có người muốn chiến đấu đến cùng. Trần Ngư không hoàn toàn đồng ý với lời của Tạ Thiên Lệ, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn kiềm chế Đồ Tể một chút, giá nguyên thạch sẽ nhanh chóng giảm xuống, đến lúc đó chẳng phải muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu sao. Bây giờ giá quá cao, lại rút ra bài học từ Hà gia. Mọi người đều không muốn bị lừa nên gần đây cũng không mua bất kỳ viên nguyên thạch nào từ Ngọc Thạch Quốc. Đúng rồi, Đồ Tể. Trần Ngư cũng là người thông minh, nghĩ tới tên mập chết tiệt này, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cô biết Tề Đẳng Nhàn dựa vào cái gì, tại sao dám nói như vậy? Hà Lạc bình tĩnh nói, tôi hợp tác với Tạ gia nên không có gì phải lo lắng. Tốt nhất các ngươi không cần có ý định để tôi cắt thịt nữa. Tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thân chịu đau. Kẻ thù hạnh phúc đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, Tạ gia sẽ không hợp tác với ông. Lời này, tôi nói. Lời này vừa nói ra, Tạ Thiên Lệ cùng Hà Lạc không khỏi sửng sốt. Bao gồm cả một vài cao tầng của tập đoàn Hà Thị đang ở đây, sau khi nghe được lời này cũng không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì bọn họ cảm thấy lời nói của Tề Đẳng Nhàn quá ngu ngốc và kiêu ngạo. Anh ta dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể khống chế được Tạ gia? Hiện tại, anh đang tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng mình sẽ cứu tàu thuyền Lôi Thị, trong mắt mọi người, đây là một hành động không biết tự lượng sức mình. Tạ gia, đó chính là Tạ gia ở Đế Đô, người ngoài làm sao có thể định đoạt được. Người đàn ông này có phải là mắc chứng tâm thần không? Nghĩ rằng mình có thể ảnh hưởng đến quyết định của gia tộc lớn ở Đế Đô sao? Một kẻ điên lố bịch thôi, nhanh về nhà tắm rửa rồi ngủ đi. Khóe miệng Tạ Thiên Lý cũng hơi nhếch lên, nói, lời mọi người nói anh đều nghe được rồi chứ. Về nhà tắm rửa ngủ đi, tôi mới là người Tạ gia, anh thì tính là thứ gì mà cũng có thể đại biểu cho Tạ gia tôi nói chuyện. Tôi không phải người Tạ gia, nhưng tôi có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tạ gia. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn Tạ Thiên Lệ nói, ngươi nên nhớ rõ lần trước ngài Lôi đã nói gì, đừng nghĩ lại đến Hương Sơn gây phiền phức. Tạ Thiên Lệ khinh thường nói, Lôi gia hiện tại không rảnh để tự bảo vệ mình, anh còn có tư cách khoe khoang trước mặt tôi sao? Tề Đẳng Nhàn nói với Hà Lạc, nếu Hà Tổng tin tưởng Tạ gia như vậy thì tôi cũng chỉ có thể nói cho Hà Tổng biết, Tạ gia cũng không quá đáng tin cậy như vậy. Nói xong, anh gọi điện ngay cho Đồ Phu. Hôm nay Đồ Phu tự cho mình nghỉ một ngày, lười biếng tựa người vào bể bơi, tay trái cầm ly rượu vang đỏ, tay phải cầm điếu xì gà, có hai người đẹp mặc bikini đang hầu hạ. Muốn nói đến khả năng chịu chơi thì tên Đồ Phu đó đã ở cấp độ tổ tiên rồi. Tề Đẳng Nhàn biết được nhiều thứ mới lạ từ miệng anh ta. Trước đây anh từng khinh thường thói trụy lạc của Đồ Phu, nhưng sau khi Lý Vân Uyển cấp bằng lái cho anh mới nhận ra trước đây mình chỉ là một tên hề. Nhị đương gia, có chuyện gì vậy? Đồ Phu khách khí nói. Vị đương gia Tề Đẳng Nhàn này anh ta không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Thằng nhóc kia hôm nay có đủ dinh dưỡng không? Có tiện lấy chút máu không thế? Đồ Phu mỉm cười nói, hôm qua mới bỏ vào hai cái túi. Chắc phải để lâu hơn mới được. Tề Đẳng Nhàn nói, không sao đâu, tôi sẽ gọi video cho Tạ gia, lại đưa thêm một túi khác. Đồ Phu lập tức đồng ý, sau đó yêu cầu người đẹp mặc bikini đang hầu hạ mình lấy áo choàng tắm dài đến để mặc vào, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới của mình ở bệnh viện làm việc. Bảo người của Tạ gia kiềm chế đi, đừng xen vào việc của người khác, bằng không thì cứ giải phẫu phần dưới đầu đi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tiền hết rồi à, Đồ Phu không vui trả lời. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, hả? Đồ Phu vội vàng nói, nhị đương gia thánh minh. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cúp điện thoại, mỉm cười nói với Hà Lạc, có thể đợi 5 phút được không? Hà Lạc vẻ mặt thờ ơ nói, tôi muốn xem cậu có thể làm được chiêu trò gì.
Trần Ngư cũng không lo Tạ gia sẽ tranh cãi đến cùng với Tề Đẳng Nhàn. Dù sao ở Tạ gia Tạ Thiên Tiều có địa vị không thấp, hơn nữa hắn ta là con dòng chính. Thiếu gia Tạ gia đã bị Tề Bất Ngữ giết chết, nếu như Tạ Thiên Tiều lại bị giết, dòng chính Tạ gia sẽ tổn thất quá lớn. Hà gia không phải là cha ruột của Tạ gia, cần gì phải liều mạng của Tạ Thiên Tiều để giúp đỡ họ. Tạ Thiên Lệ khinh thường nói, chỉ là bịp bợm thôi. Đồ Phu hành động rất hiệu quả, anh ta gọi video thẳng cho Tạ gia, sau đó bắt đầu lấy máu Tạ Thiên Tiều. Cha, ông nội, cứu con với, nhanh cứu con đi. Những kẻ này không phải là con người, thỉnh thoảng chúng lại lấy máu con. Tạ Thiên Tiều bị trói vào giường bệnh đau đớn kêu lên. Xuyệt, thằng nhóc, đừng khóc, một lát nữa sẽ qua thôi. Đồ Phu cười nói, cắm ống tiêm vào mạch máu. Người Tạ gia không khỏi tức giận gầm lên, các người có ý gì? Hôm qua chúng tôi mới trả 10 triệu tệ, anh đã đảm bảo trong vòng một tuần sẽ không hành hạ nó nữa. Ai bảo đảm, Sân tướng quân ư, ồ, ngài ấy nói chuyện luôn không giữ lời. Thuộc hạ của Đồ Phu đĩnh đạc đáp lại. Tạ Thiên Tiều bị rút một ống máu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, gần như muốn chết ngất đi. Người Tạ gia tức giận nói, cuối cùng thì các người muốn cái gì? Cứ nói thẳng đi. Thủ hạ của Đồ Phu nói, Sân tướng quân chỉ muốn cảnh cáo các người không được can thiệp vào việc riêng của mình. Nếu các người không nghe, chúng tôi sẽ phải sắp xếp một ca phẫu thuật giải phẫu phần dưới đầu cho Tạ thiếu gia. Phẫu thuật cắt cụt phần dưới đầu là gì? Còn không phải là chặt hẳn đầu sao? Nói thành dễ nghe như vậy. Chết tiệt, mọi người trong Tạ gia không khỏi gầm lên. Vô năng cuồng nộ, thuộc hạ của Đồ Phu không khỏi mỉm cười, chỉ ngón tay cái vào màn hình và nói với Tạ Thiên Tiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ Thiên Tiều nằm đó hơi thở thoi thóp, cười khổ nói, các người đã lấy của Tạ gia chúng tôi nhiều tiền như vậy, khi nào mới thả tôi đi? Thủ hạ của Đồ Phu nói, Sân tướng quân nói không thể để cậu đi, nhưng nếu cậu cư xử tốt hơn, cậu sẽ không bị nhốt ở bệnh viện cả ngày, sẽ cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi video kết thúc, Tạ gia rơi vào im lặng. Tôi đã sớm nói với nó đạo lý, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, mà nó còn cố tình chạy đến Quang Dương tìm hưng phấn. Tạ lão gia tử nhìn không được đập bàn một tiếng. Chúng ta không thể để Tạ Thiên Tiều liên tục bị Sần khống chế, chúng ta phải tìm biện pháp phản kháng. Đúng vậy, Tạ gia chúng ta từ khi nào biến thành thịt cá trên thớt, mặc người sâu xé. Việc này là do tên họ Tề kia, bắt người của hắn đi. Ánh mắt Tạ lão gia tử lạnh lùng, chuyện này nói dễ hơn làm. Kể từ khi Tề Đẳng Nhàn bị nhắm đến vì chuyện của Lục Chiến Long, gần như tất cả những người có liên quan đến anh đều được các cao thủ của phe Phó Phong Vân bí mật bảo vệ. Không phải là không thể động thủ nhưng nếu không thành công hoặc lưu lại nhược điểm thì sẽ rất bị động. Huống chi mạng sống của Tạ Thiên Tiều còn đang nằm trong tay Đồ Phu, nếu bọn họ hành động liều lĩnh, Đồ Phu sẽ giết con tin ngay, như vậy Tạ gia sẽ không còn gì để chơi. Tạ lão gia tử thở dài, cuối cùng xua tay nói, gọi điện cho Thiên Lệ, bảo nó lập tức từ Hương Sơn trở về ngay, đồng thời ngừng giúp đỡ Hà gia ngay lập tức. Còn có một việc, phái người lần nữa đến đàm phán với Sần, lần này hãy ra giá cao mua Tạ Thiên Tiều về. Phải đưa ra một cái giá mà hắn ta không cách nào từ chối nữa, các người tự nhìn mà làm đi. Nói xong lời này, ông ấy giống như bị rút hết sức lực. Mọi người quay sang nhìn nhau. Một người đàn ông trong số đó thậm chí còn co rút lại, vết cắt trên thắt lưng trái của hắn ta để lại sau ca phẫu thuật đến giờ vẫn còn mới nguyên đấy. Đồ Phu là một ác ma tàn bạo không nói võ đức, quà cũng muốn nhận, tiền cũng muốn lấy, thận cũng muốn ăn. Dù sao ở Tạ gia cũng không có ai muốn đi. Cuối cùng, mọi người chuyển sự chú ý lên người anh em chỉ còn một quả thận này. Cậu lại phải vất vả một chuyến vậy, Tạ lão gia tử cũng lương thiện tốt đẹp nói. Người anh em này sợ đến mức suýt tè ra quần tại chỗ, khóc như đưa đám, lão gia tử, tôi chỉ còn một quả thận, nếu bị cắt một lần nữa thì sẽ mất mạng đấy. Tạ lão gia tử nói, tôi đã nói rồi, lần này sẽ đưa ra một cái giá mà hắn ta không thể từ chối. Hơn nữa, cậu chỉ còn một quả thận, hơn phân nửa là hắn ta sẽ không đối phó với cậu như thế nữa. Bao nhiêu là phù hợp? Tên Sần kia chính là sói mắt trắng ăn thịt người không nhả xương. Đưa bao nhiêu cũng không đủ. Tôi nghĩ vẫn nên bỏ tiền ra liên hệ với cao thủ đáng tin cậy, lẻn vào đoạt lại người thì hơn.
Toàn bộ Quang Dương do quân sự hóa quản lý, ai có thể lẻn vào được đây? Mọi người đang bàn tán xôn xao, hiện trường lại trở nên hỗn loạn. Tạ lão gia tử lắc đầu thở dài nói, tên họ Tề kia bắt cóc Quý thiếu gia đã đòi bao nhiêu? 2 tỷ, có người chú ý tới chuyện này lập tức trả lời. Vậy thì 2 tỷ, Tạ lão gia tử nói. Là đô la, người này nói thêm. Hai mắt Tạ lão gia tử tối sầm, tức giận đến suýt ngất đi, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì 2 tỷ đô la. Sao đây, 5 phút đã trôi qua rồi. Không phải anh vừa nói muốn Tạ gia chúng tôi đổi ý sao? Sao vẫn chưa có phản ứng gì? Đợi 5 phút, Tạ Thiên Lệ không khỏi chế nhạo Tề Đằng Nhàn, cảm thấy gia hỏa này chỉ đang uy hiếp Hà Lạc mà thôi. Trên mặt Hà Lạc cũng hiện lên vẻ giễu cợt, ông ta lắc đầu nói, anh Tề Chỉnh là Tổng Giám Mục Thánh Giáo, nói khoác mà không chuẩn bị bản thảo như vậy bị truyền ra ngoài không khỏi khiến người khác chê cười, cũng mất hết thể diện của Thánh Giáo. Trần Ngư không khỏi quay đầu liếc nhìn Tề Đằng Nhàn, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tạ gia đã nhận ra điều gì đó, chuẩn bị từ bỏ Tạ Thiên Tiều. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian Tạ Thiên Tiều bị bắt giữ đến nay, tên đồ phu này thỉnh thoảng lại gửi các cuộc gọi video để đe dọa Tạ gia chuyển tiền. Nếu không đưa tiền, hắn sẽ tìm mọi cách tra tấn Tạ Thiên Tiều, khiến mọi người trong Tạ gia đều kiệt sức. Có lẽ Tạ gia có chút chán nản, không muốn bị tên đồ phu uy hiếp nữa. Trần Ngư cảm thấy Tạ gia có tâm lý như vậy cũng không phải là chuyện không thể. Phải biết, đồ phu là một kẻ lòng tham không đáy, trong tay có nhiều quân giới tuyết quốc đào thải như vậy, phần lớn đều là dùng tiền của Tạ gia mua. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Tạ Thiên Lệ vang lên, vừa nhìn thấy nhắc nhở cuộc gọi, cô ta lập tức kết nối, nói, alo, cha Hà. Hiện tại con đang nói chuyện với Hà Tổng ở Hà gia. Có một tên ngốc xông tới nói là không cho Tạ gia chúng ta nhúng tay vào chuyện ở Hương Sơn đâu. Ha ha, thật buồn cười. Cha của Tạ Thiên Lệ ngắt lời cô ta, nói điều gì đó ở đầu bên kia của điện thoại. Vừa nghe, sắc mặt Tạ Thiên Lệ trở nên khó coi, sau đó sắc mặt tái nhợt. Hà Lạc cũng là người lang bạt nhiều năm như vậy, lập tức nhìn ra manh mối từ trên mặt Tạ Thiên Lệ, sau đó cảm xúc của ông ta cũng có chút bất ổn. Ngược lại, Tề Đằng Nhàn lại vững như một con chó già, cầm trà nóng trong tay, quay người lại nói cười với Trần Ngư về những chuyện vụn vặt. Tôi giúp cô giải quyết chuyện này, cô có nên chụp thêm một bộ ảnh chân dung gì đó để cảm ơn tôi không? Tề Đằng Nhàn như suy tư hỏi. Được, chỉ cần anh không sợ bị ghê tởm là được, giống như lần trước thì thế nào? Trần Ngư cười đáp lại. Trần Ngư này đúng là kẻ gian tà, lần trước đã mời một cô gái áo nghẹo chụp ảnh và gửi cho Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn nhìn thấy đã suýt nôn mửa. Nghe Trần Ngư nói xong, Tề Đằng Nhàn không khỏi khinh thường cô, có còn là bạn bè nữa không, chỉ chụp một bộ ảnh chân dung xem chân thôi mà cũng không cho. Tạ Thiên Lệ rốt cuộc cúp điện thoại, Hà Lạc đã vội đến mức không chờ nổi hỏi, cô Tạ, xảy ra chuyện gì? Tạ Thiên Lệ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mặt đầy tức giận gầm lên với Tề Đằng Nhàn, đồ khốn nạn, anh có còn là người nữa không? Dám cùng tính mạng của anh tôi để uy hiếp Tạ gia chúng tôi. Anh trai tôi đã bị tên khốn sần đó tra tấn thảm hại. Hơn nữa Tạ gia chúng tôi cũng đã cho nhiều tiền như vậy, anh còn không định buông tha anh ấy sao? Cuối cùng thì anh có được cha mẹ sinh dưỡng hay không? Sao lại làm ra loại chuyện khiến cả người với trời đều tức giận, trời tru đất diệt như thế? Tề Đằng Nhàn cười nhạt nói, lúc trước Tạ gia các người giúp đỡ Triệu gia chèn ép cha tôi không phải rất sung sướng ư? Còn mời người bắt cóc tôi để uy hiếp cha tôi. Sao nào, bây giờ tôi lấy gậy ông đập lưng ông thì lại không được à? Các người làm người mà không có tiêu chuẩn kép vậy sao? Nếu cô còn dám hét lên với tôi sẽ để sần sẻ thịt của anh trai cô rồi đưa về cho các người. Sắc mặt Tạ Thiên Lệ lúc trắng lúc xanh, xấu xí đến đáng sợ, ánh mắt kia quả thực hận không thể chém Tề Đằng Nhàn thành từng mảnh. Cô ta không bao giờ ngờ rằng Tề Đằng Nhàn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để uy hiếp Tạ gia. Hơn nữa, việc lấy máu ngón tay gì đó là do sần làm chứ không phải tôi. Cô tức giận với tôi làm gì? Tề Đằng Nhàn bày ra vẻ hoa sen trắng, mặt vô tội, buông tay. Cô biết biệt danh của sần là gì phải không? Đồ phu, ác ma giết chết hàng chục nghìn quân chính phủ trong một lần. Không giống như tôi, một người đàn ông ôn hòa ấm áp, là người thâm tình nhất Trung Hải. Tôi sẽ chỉ đau lòng cho chuyện nhà cô, không bao giờ tự mình tra tấn cậu ta.
Trần Ngư không tiếng động chỉnh lại mắt kính của mình, trong lòng thầm nghĩ tên khốn này muốn mình cười chết phải không? Tạ Thiên Lệ chú ý tới nụ cười trên mặt Trần Ngư, không khỏi lạnh lùng nói, con đàn bà thối họ Trần kia, mày cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Tạ gia chúng tao đã sớm điều tra ra, chuyện lần này cũng có phần của mày, lúc trước mày cũng ở Quang Dương. Hiện tại, mày vẫn còn mặt mũi mà cười sao? Vẻ mặt Trần Ngư nghiêm túc nói, cô Tạ, xin nói cẩn thận. Trần Ngư tôi, đã được đào tạo chuyên nghiệp, cho dù gặp chuyện buồn cười nào, tôi cũng sẽ không bao giờ cười. Trừ khi không thể nhịn được. Nói xong, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh không nhịn được cười khi nhìn thấy cô như vậy. Chúng ta thật đủ tiện, Trần Ngư hạ giọng nhỏ giọng vào tai Tề Đẳng Nhàn, sau đó tiếp tục cười lớn. Sắc mặt Hà Lạc vốn đã xấu xí như cha mẹ chết, thật vất vả mới kéo Tạ ra tới giúp vượt qua khó khăn này, vậy mà bây giờ lại bị Tề Đẳng Nhàn dễ dàng giải quyết. Tạ Thiên Lệ gầm lên, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, các người sẽ bị trừng phạt. Nói xong, cô ta tức giận quay người bỏ đi. Các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Hà Thị nhìn nhau không thể tin được, sắc mặt tái nhợt, nếu Tạ ra rời đi, tình hình của tập đoàn Hà Thị sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Trần Ngư sẵn sàng đưa ra những điều kiện thỏa hiệp, nhưng những điều kiện đó có thể tốt đến đâu? Dùng ngón chân suy nghĩ sẽ biết, người phụ nữ này cũng nhất định là một con sói mắt trắng ăn thịt người không nhổ xương, Trần Thị có thể thống trị Nam Dương làm sao có thể là người tốt. Sau khi Tạ Thiên Lệ rời đi, Trần Ngư cuối cùng cũng không cười nữa, quả nhiên đúng như lời cô nói, cô đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nếu không muốn thì sẽ ngừng cười. Hà Tổng bây giờ thế nào rồi? Hiện tại Tạ gia đã rút lui. Chúng ta có nên nói chuyện vui vẻ không? Trần Ngư trầm ngâm nhìn Hà Lạc, chậm rãi hỏi. Hừ, Hà Lạc không khỏi nặng nề khịt mũi, quay sang thư ký ra lệnh, đi gọi điện cô Kamiyama Yui nói cho cô ấy biết, tôi đồng ý với mọi điều kiện của cô ấy, chỉ cần cô ấy chịu giúp chúng ta. Trần Ngư không khỏi cau mày khi nghe đến cái tên này, nước kiệt bành sao? Kamiyama Yui, cô đã từng nghe đến cái tên này trước đây, hình như đến từ Hiệp hội Huyền Dương. Một tập đoàn tài chính ở nước Kiệt Bành phải không? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói với Trần Ngư, đi thôi. Như cô thấy, Hạ Tổng vẫn còn có dự phòng kế hoạch. Quên đi, về nhà tắm rửa rồi ngủ đi thôi. Trần Ngư nhìn thấy thế, gật đầu, mỉm cười với Hà Lạc nói, Hạ Tổng, điều kiện hiện tại của tôi tương đối thoải mái, nếu kéo dài thời gian quá thì khó nói. Tôi hy vọng Hà Tổng có thể sớm thay đổi chủ ý bướng bỉnh của mình. Để cho thuộc hạ và nhiều cổ đông của ông còn có đường sống. Nếu không, e rằng không có người ngoài ra tay, các người cũng tự mình thành cá chết lưới rách đấy. Nói xong, hai người nắm tay nhau rời đi. Một đôi tiện nhân. Ánh mắt Hạ Lạc tối sầm, nghiến răng chửi rủa. Câu đánh giá này của Hạ Lạc thực sự không có gì sai, khi Trần Ngư và Tề Đẳng Nhàn hợp lại chính là hai kẻ hạ đẳng vô địch trên thế giới. Sau khi bước ra khỏi căn phòng vừa nói chuyện, Trần Ngư nói, tôi không ngờ rằng Hà Lạc này vẫn còn nhiều thủ đoạn. Không tiếng động đã kết giao với người của Huyền Dương. Huyền Dương chính là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất ở nước Kiệt Bàng. Trước đây nó có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với chính phủ, địa vị xã hội rất cao. Nhưng vì tư tưởng của bọn họ sau này mâu thuẫn với chính phủ nên dần dần trở nên xa lánh, sức ảnh hưởng của họ không bằng trước kia. Tuy nhiên, nguồn tài chính tích lũy của họ cũng rất đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn nói, tập đoàn tài chính nước Kiệt Bành có mạnh đến đâu cũng phải nhìn sắc mặt của người Mỹ. Hai người Vân Huyền Eva đang làm việc chăm chỉ ở Mỹ, các đầu sỏ của Tuyết Quốc giúp họ kết nối quan hệ khá tốt với rất nhiều chính trị gia. Nếu thật sự vẫn không được thì làm cho người Mỹ ra tay dọn dẹp Huyền Dương. Trần Ngư nghe xong, trầm ngâm gật đầu. Sở dĩ cô ấy chọn đến nói chuyện với Hà Gia vào lúc này là vì cô muốn có một tập đoàn Hà Thị hơi hoàn thiện hơn một chút. Không muốn chỉnh bọn họ vỡ nát sau đó mới tiếp quản. Tối đa hóa lợi ích luôn là ưu tiên hàng đầu của cô ấy. Chuyện này không cần sốt ruột, cứ từ từ tính kế hoạch thôi. Trần Ngư cuối cùng cũng cười trấn an, dùng bả vai đụng vào Tề Đẳng Nhàn. Ừ, Tề Đẳng Nhàn gật đầu, cảm giác được Trần Ngư thật sự có nhiều mặt nhân cách. Trần Ngư đang đi thì một cơn gió thổi qua, có hạt cát bay vào trong mắt cô. Cô vội vàng tháo kính ra. Lấy tay dụi mắt rồi kêu lên, có gì đó bay vào mắt tôi, mau thổi cho tôi đi. Tề Đẳng Nhàn kéo mí mắt cô, thổi thật mạnh,
phù một tiếng vù, bụi bẩn bên trong bị thổi bay ra ngoài. Trần Ngư lập tức cảm thấy thoải mái, sau đó phát hiện ánh mắt của tên khốn kiếp này đang đảo qua đảo lại trên mặt mình. Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên, nói, sao vậy, chưa thấy qua à? Tề Đẳng Nhàn nói, xem ra, một người dù có xinh đẹp đến mấy, nếu kéo mí mắt xuống, trong mắt đảo lên trên thì đều sẽ trở nên xấu xí. Nụ cười trên mặt Trần Ngư đột nhiên cứng đờ, sau đó cô ấy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tề Đẳng Nhàn nói, anh nói chuyện thật là giỏi. Kỳ thực, tôi có một bí mật nhỏ muốn nói cho anh biết. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cái gì? Những tiểu tiên nữ như chúng tôi cũng sẽ hị và đánh giắm đấy. Trần Ngư mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười. Sau khi hai người dùng cơm trưa xong, Tề Đẳng Nhàn đến nhà thờ lớn ở Hương Sơn xử lý một số việc, Trần Ngư không có việc gì làm nên đi theo anh. Nhìn thấy anh mặc hồng y của Tổng Giám Mục, Trần Ngư không khỏi bật cười nói, lần trước tôi nhìn thấy trên TV, suýt chút nữa khiến tròng mắt tôi bị mù. Tề Đẳng Nhàn nói, cô vốn đã có mắt không tròng, còn ngại gì mù. Trần Ngư nói, sao anh lại nói như vậy? Trước mặt cô là một người đàn ông ưu tú như vậy, cô đã không nghĩ đến việc ngủ với tôi mà chỉ muốn đùa giỡn tôi, không phải có mắt không tròng sao? Tề Đẳng Nhàn kiêu ngạo nói. À, đúng đúng đúng, Trần Ngư phụ họa nói. Sau khi đến nhà thờ lớn Hương Sơn, Trần Ngư đi tham quan xung quanh, trong khi đó Tề Đẳng Nhàn có một cuộc gặp gỡ nhỏ với các linh mục. Nhìn thấy Trần Ngư đang chiêm ngưỡng tượng thánh chủ, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nảy ra ý tưởng trong đầu, nếu cô ấy ăn mặc như nữ tu hay linh mục, liệu có thể thu hút được một lượng lớn tín đồ đến thánh giáo không? Khi nhà thờ lớn ở Nam Dương khai trương, Trần Ngư sẽ được mời với tư cách khách mời, nếu có thể thu hút được số lượng lớn tín đồ, giáo hoàng còn không vui đến điên lên ư. Địa vị của anh trong thánh giáo cũng sẽ nước lên thuyền lên. Nghĩ đến đây, Tề Đẳng Nhàn không khỏi trở nên tà ác. Không khỏi niệm Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn để trấn áp tà niệm trong lòng. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tôi thân là Tổng Giám Mục, sao có thể nghĩ tới những chuyện này ở trước mặt tượng thánh chủ được? Không phải lỗi của tôi, đây chỉ có thể trách do cô ấy quá xinh đẹp. Cô ấy cố tình dùng sắc đẹp và sự gợi cảm của mình để dụ dỗ tôi nghĩ đến những điều không tốt. Tôi không có hứng thú với trò chơi nữ tu hay bất cứ thứ gì tương tự. Hơn nữa, tôi là một Tổng Giám Mục thờ phụng thánh chủ. Nữ tu không làm được, vậy đạo cô. Hít. Tề Đẳng Nhàn hít một hơi, ném tất cả những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu, mấy ngày gần đây anh cũng chỉ có thể nghĩ về nó, dù sao về mặt thể chất cũng không thể tự trải nghiệm được. Mỗi bữa tôn phu nhân đều phải ăn cá, dù cơ thể của Tề Đẳng Nhàn bằng thép cũng không thể chịu đựng được. Trần Ngư quay lại, mỉm cười ngọt ngào với Tề Đẳng Nhàn nói, bức tượng trong nhà thờ lớn ở Nam Dương lớn hơn bức tượng này gấp 3 lần. Cao 9 mét. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói, đừng nói lời này, làm tôi đau lòng muốn chết. Trần Ngư chẳng để tâm nói, phù điêu trên nhà thờ lớn Nam Dương đẹp gấp 10 lần ở đây, diện tích cũng lớn hơn rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn che ngực mình lại. Nhà thờ chính được chia thành 3 tầng, một tầng có thể chứa hàng ngàn người. Trần Ngư tiếp tục nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy ngực quặn đau. Trần Ngư lại chỉ vào những bức tranh treo trên tường nói, tôi đã đặt một bức tranh sơn dầu ở vị trí gần như này. Nó được tạo từ tay một bậc thầy thời Trung Cổ, tiêu tốn hơn 30 triệu lượng vàng. Tề Đẳng Nhàn bước tới, nắm lấy vai Trần Ngư, xách cô ra khỏi nhà thờ như xách một con gà con, không muốn nghe thêm gì nữa. Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của anh. Khóe miệng Trần Ngư cong lên nhìn Tề Đẳng Nhàn, đôi mắt sáng lấp lánh sau kính mắt, mỉm cười nói, sao vậy? Tôi đã giúp anh xây dựng một nhà thờ tráng lệ như vậy. Anh không vui sao? Tôi rất vui vẻ, nhưng cô đừng nói nữa. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, răng bắt đầu ngứa ngáy. Trần Ngư cảm thấy rất thoải mái, trả thù được một lần, tên khốn IQ thấp này vừa làm cô tức giận vì vậy không thể nhượng bộ được. Rốt cuộc, Trần Ngư không phải là Giang Khuynh Nguyệt. Em gái cao kiều suýt chút bị Tề Đẳng Nhàn làm cho tức chết, nhưng cô ấy không có cách nào để trả đũa. Nhưng Trần Ngư lại có rất nhiều thủ đoạn. Hai người không ở cùng một đẳng cấp. Này, tôi đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để xây dựng thánh đường này. Liệu Lý Tổng, Hướng Tổng và Thư Ký Dương mà biết có tức giận không? Dù sao anh cũng giao cho tôi nhiều tiền như vậy để vận hành, nói ra ngoài ít nhiều cũng sẽ khiến người ta sinh nghi đấy.
Bọn họ đều là những chuyên gia giỏi có thể giúp anh kiếm tiền, nhưng tôi chỉ có thể tiêu tiền của anh, thật xấu hổ. Nhưng bọn họ đều hung hãn như vậy, tôi sợ rằng bọn họ sẽ vì điều này mà ghen tị. Không giống như tôi chỉ thấy đau lòng. Việc xây dựng nhà thờ lớn này tiêu tốn của anh cả tỷ đô la. Vẻ mặt Trần Ngư vừa đau khổ vừa đáng thương, hai tay nắm lấy góc váy, làm ra vẻ rất sợ hãi nói. Tề Đẳng Nhàn tức giận đến nỗi khóe miệng giật giật. Trần Ngư đã được đào tạo chuyên nghiệp cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa bật cười. Nào đến, chúng ta cùng làm tổn thương lẫn nhau. Trần Ngư cười nói. Xem như cô lợi hại, Tề Đẳng Nhàn cởi chiếc áo choàng lớn màu đỏ, cuộn lại trong tay rồi đi ra xe. Tề Đẳng Nhàn thực sự không có cách tốt nào để đối phó với một người phụ nữ như Trần Ngư, anh chỉ có thể bị cô ấy nắn bóp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến mọi người hoài nghi liệu đây có phải là một loại thủ đoạn đặc biệt nào đó được Tề Đẳng Nhàn sử dụng để cố tình khiến Trần Ngư dùng tư thái đó bắt chẹt hay không. Suy cho cùng, những thứ như tình cảm chính là từ hai phía đưa đẩy, nắm bóp một hồi sẽ nắm bóp ra tình cảm thì sao? Ách, cuối cùng thì nhị đương gia có IQ thấp hay là thợ săn cao cấp thì rất khó để nhận xét được. Trưa hôm đó, Tề Đẳng Nhàn mời Trần Ngư đi ăn tại nhà hàng sang trọng nhất Hương Sơn, một người phụ nữ tinh tế như cô sẽ từ chối ăn ở quán ven đường, dù đồ ăn có ngon đến đâu cũng sẽ không thích nơi như thế. Về điểm này, cô thực sự thua kém Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long mặc dù cũng là người sống trong Cẩm Y Ngọc Thực nhưng không chọn địa điểm ăn uống, chỉ chọn nguyên liệu của món ăn, cực kỳ hạn chế. Không ngờ ở Hương Sơn có thể ăn được thịt bò Wagyu ngon như vậy, ngon thật đấy. Trần Ngư tao nhã cắt miếng bít tết, mỗi cử chỉ, lời nói và hành động đều thể hiện khí chất quý tộc. Khí chất cô như vậy cũng đủ khiến nhiều người đàn ông tự xưng mình là ưu tú phải chùn bước. Bọn họ sẽ ôm ví tiền của mình, âm thầm tính toán xem muốn nuôi sống một người phụ nữ như vậy thì cần bao nhiêu tiền. Tề Đẳng Nhàn lại ăn mà mặt không biểu tình gì, thậm chí còn cảm thấy hơi đau thịt, dù sao Trần Ngư rất giỏi gọi món, bữa ăn này có thể khiến anh phải trả tiền bằng một lần đi đến trung tâm massage. Mặc dù anh không bao giờ tiêu tiền khi đến trung tâm massage, tất cả đều miễn phí nhưng điều này không trở ngại việc anh xót tiền. May mắn thay, lần này thẻ ngân hàng anh đăng ký dùng chứng minh nhân dân của Hoàng Sung vừa nhận được 8 triệu. 8 triệu đến từ đâu? Đương nhiên là tiền Trần Bá Hạ treo thưởng cho đầu của Du Dương Tư. Cao thủ như anh theo dõi Du Dương Tư không phải là đơn giản sao? Ngày hôm kia, Du Dương Tư vừa bước vào quán nhỏ đó, sau lưng anh đã gửi một tin nhắn cho người của Trần Bá Hạ, trong đó có kèm số tài khoản thẻ ngân hàng của mình. Không thể không nói, Hương Sơn Long Môn thật sự là đáng tin cậy, sau khi chém Du Dương Tư bị thương, sau khi tài vụ xem xét, 8 triệu này đã vào tài khoản của anh. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất tuyệt, mình đã là một kẻ phản bội. Phi, rõ ràng là một đặc công cao cấp hai lớp, thật không tồi. Hơn nữa còn kiếm lời thêm từ Trần Bá Hạ gần 10 triệu nữa. Trần Ngư nói, tôi nghĩ canh tác xanh thuần túy tự nhiên cũng là một cơ hội kinh doanh tốt. Anh có thể nói với Hướng Tổng xem xét một chút. Đặc biệt tìm một mảnh đất non xanh nước biếc để trồng trọt, những nguyên liệu đó sẽ cung cấp cho các địa điểm tổ chức tiệc cao cấp lớn. Tôi đã làm một vài khảo sát, phát hiện lĩnh vực này không nhiều người tham gia, nếu có thể phát triển lớn hơn sẽ rất có triển vọng. Tề Đẳng Nhàn không có hứng thú với lối kinh doanh của Trần Ngư. So với việc nói về chủ đề này cùng cô thì anh thà thành thật nhìn chân cô còn có lời hơn chút. Đôi chân của Trần Ngư vẫn là phong cách Valentino khơi dậy hứng thú của đàn ông, bắp chân dưới váy thon thả và thanh tú, trên bắp chân không có mỡ thừa, so với Tôn Phu Nhân cũng có thể coi là cân sức ngang tài. Trần Ngư không nhịn được cười, đẹp không? Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, tất nhiên là trông rất đẹp. Trần Ngư nói, so với Tôn Phu Nhân, cái nào đẹp hơn? Tề Đẳng Nhàn đương nhiên là người nói dối không cần chuẩn bị trước, tất nhiên là cô đẹp hơn. Không có người phụ nữ nào đẹp hơn so với cô. Là một kẻ cặn bã có trình độ, có thể ngẫu nhiên IQ thấp nhưng chuyện như nói dối thì mắt cũng không thể chớp một cái. Chỉ cần há miệng là hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi. Trần Ngư nghe được câu phía sau, thật sự cảm thấy nó rất hưởng thụ, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôn Dĩnh Thục là cao tầng của tài phiệt Thượng Tinh, hơn nữa điều kiện của bản thân cũng thuộc về loại nhân vật đỉnh cấp. Trần Ngư so thân phận và khí chất mà không bị rơi xuống hạ phong có thể nói là trình độ tương đương. So sánh với người phụ nữ đối lập như vậy,
Trần Ngư mới có thể tìm được chút cảm giác thành tựu nho nhỏ. Hai người đang ăn cơm thì bất ngờ nhìn thấy Hoàng Văn Lang cùng gia đình từ trong phòng của nhà hàng bước ra. Sau khi Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy Trần Ngư ngồi đối diện với Tề Đẳng Nhàn, trong lòng không khỏi chửi bậy một câu, sau đó vẻ mặt trở nên méo mó. Quả nhiên, ghen ghét khiến con người hoàn toàn thay đổi. Trước đó Tôn Phu Nhân xuất hiện đã khiến Hoàng Kỳ Bân cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất trâu bò. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt hại nước hại dân quá đáng như vậy của Trần Ngư khiến anh ta không khỏi ghen tị. Chẳng trách tên khốn này đánh giá những cô nàng ở trung tâm massage chỉ ở mức trung bình. Trước đó còn cho rằng anh chỉ giả vờ khoe khoang nhưng bây giờ xem ra mình mới chính là gã hề. Hoàng Kỳ Bân ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi mà mặt Hoàng Tình Ca lại đỏ bừng vì tức giận, cô ấy nghiến răng nghiến lợi. Đều do anh trai xấu xa này của mình đã dậy hư cảnh ngục Tề Đẳng Nhàn thuần khiết. Hiện tại đang có xu hướng trở thành một kẻ cặn bã. Hoàng Văn Lãng cười đi tới chào hỏi, giám mục Tề, thật trùng hợp. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, bắt tay Hoàng Văn Lãng nói, thị trưởng Hoàng, ông cũng ở đây à? Hoàng Văn Lãng cười nói, tôi được bạn bè mời tới ăn cơm. Bình thường ở một mình, tôi sẽ không đến những nơi cao cấp như vậy, kẻo có người nói tác phong của tôi xa hoa. Nhất cử nhất động của Hoàng Văn Lãng đều thể hiện bộ mặt của Hương Sơn. Tuy ông ta ở trong biệt thự lớn nhưng dù sao cũng là do Hoàng Văn Đào đưa cho, dặn dò rõ ràng người ngoài đừng hối lộ, nhà mình có rất nhiều tiền. Nhưng nếu ngày thường có tác phong xa hoa lãng phí thì cũng khó tránh khỏi bị người đời lên án. Ồ, đây là cô Trần Ngư, đại tiểu thư của Nam Dương Trần Thị. Chắc thị trưởng Hoàng đã nghe nói đến danh tiếng của cô ấy từ lâu, nhưng ông chưa gặp cô ấy phải không? Tề Đẳng Nhàn cười giới thiệu với Hoàng Văn Lãn. Hả? Thì ra là cô Trần, tôi thật sự ngưỡng mộ tên tuổi của cô từ lâu rồi. Hoàng Văn Lãng sửng sốt, sau đó mỉm cười. Không có gì, thị trưởng Hoàng, thật vinh dự cho tôi được gặp ông hôm nay. Trần Ngư cũng lịch sự chào hỏi. Hoàng Kỳ Bân cảm giác như axit trong bụng sắp trào ra khỏi mũi, dù cô ấy có xinh đẹp như vậy, dáng người chuẩn như thế nào thì cũng có thể chịu được nhưng cô ấy lại là đại tiểu thư của Nam Dương Trần Thị sao? Tên khốn họ Tề kia dựa vào cái gì? Quả thực sẽ không được chết tử tế. Tề Đẳng Nhàn bất động thanh sắc vỗ bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi của Hoàng Kỳ Bân, thấp giọng trích dẫn nội dung thánh điển, đừng ham hư danh, làm cho nhau tức giận, cho nhau ghen ghét. Hoàng Văn Lãng trò chuyện với Trần Ngư một lúc, hỏi về tình hình hiện tại của tập đoàn Trần Thị rồi chuẩn bị rời đi. Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư muốn tiếp tục ăn nên không tiễn nữa. Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Hoàng Văn Lãng nói với Hoàng Tình Ca, chắc con cũng nhìn ra, thằng nhóc này rất tâm cơ. Làm người thì không tồi nhưng không thể toàn tâm toàn ý với một người. Ngay cả đại tiểu thư của Trần gia cũng có quan hệ như vậy với nó. Con tranh giành thì được gì chứ? Con không tin. Trước kia anh ấy chỉ là một cảnh ngục ở một nơi nhỏ mà thôi, đầu óc rất đơn giản. Đều do anh trai con, nếu không phải anh trai con dạy hư anh ấy thì anh ấy sẽ không thay đổi thành người như vậy đâu. Hoàng Tình Ca bĩu môi không vui nói, cảm thấy nam thần thuần khiết trong đầu mình đã bị Hoàng Kỳ Bân làm hư hỏng. Hoàng Kỳ Bân suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất, tự nhủ, em gái à, em quá coi trọng người anh trai này rồi. Anh trai em nhiều nhất cũng chỉ đi vun đắp tình cảm với các kỹ thuật viên quốc tế trong trung tâm massage thôi. Tên này có thể theo đuổi cả Tôn Dĩnh Thục tài phiệt thượng tinh, đại tiểu thư Nam Dương Trần Thị, nói chuyện đánh bài poker với Dương Quan Quan của Dương gia ở Ma Đô. Anh còn đang muốn làm tài xế cho anh ta để được mang theo nữa đấy. Sau khi người nhà họ Hoàng rời đi, Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn hỏi, trông anh có vẻ khá đắc ý nhỉ. Ha ha, thanh niên A Bân này có lẽ rất ghen tị với tôi, hiện tại tôi rất vui vẻ. Tề Đẳng Nhàn đắc ý nói. Khóe miệng Trần Ngư cong lên, càng ngày càng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thú vị. Những chuyện lớn lao nhiệt tình chưa bao giờ thấy anh nhắc đến nhưng những chuyện nhỏ nhặt lại có thể làm anh kiêu ngạo, đắc ý cả một ngày. Cô Trần phải không? Khi hai người đang ăn thì có một người phụ nữ mặc bộ vest đen bước tới, trông rất oai hùng. Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu liếc nhìn, không khỏi sửng sốt, đây không phải là Kamiyama Yui của Huyền Dương sao? Hôm nay anh và Trần Ngư đến Hà Gia, mặc dù Tạ Gia lùi bước, nhưng Hà Lạc lại dốc toàn lực. Liên lạc trực tiếp với hội Huyền Dương để nhờ bọn họ giúp đỡ. Không ngờ Hà Gia vừa đạt thành một số điều kiện với hội Huyền Dương, tối hôm nay họ lại gặp được Kamiyama Yui trong nhà hàng.
Bên cạnh Kamiyama Yui là một người phụ nữ này có khuôn mặt bình thường nhưng trên người lại có sát khí rất mạnh, rõ ràng là chủ nhân đã lấy đi không ít sinh mạng. Trần Ngư không khỏi mỉm cười nói, hóa ra là cô Kamiyama Yui, tìm tôi có việc gì không? Kamiyama Yui lãnh đạm nói, chuyện của Hà gia cô không cần suy nghĩ nữa, cô không có cơ hội đâu. Vì cô là địa tiểu thư của Nam Dương Trần Thị nên tôi xin khuyên cô một câu, đừng nên làm cho tôi bất mãn với cô. Trần Ngư quay đầu cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt lập tức ủy khuất, nói, anh yêu, cô ấy đang uy hiếp em kìa. Tề Đẳng Nhàn nổi da gà khắp người, có thể đừng tỏ ra như trà xanh như vậy được không, làm người ta rất khó chịu đấy biết không. Tuy nhiên, Kamiyama Yui đã đe dọa Trần Ngư ngay trước mặt anh, điều này khiến anh cảm thấy có chút không vui. Khi ở câu lạc bộ ngày hôm đó, Kamiyama Yui có mâu thuẫn với người của Tài Phiệt Thượng Tinh, cuối cùng còn muốn đối phó với anh. Nhưng may mắn thay, bên phía Huyền Dương có một người tên là Liễu Tông Nham Toái đã từng có quen biết với Tề Đẳng Nhàn đứng ra giải quyết. Cuối cùng cũng không gây ra chuyện gì, nếu không thì Huyền Dương sẽ lưu lại mấy bộ thi thể. Mà không lưu lại thi thể thì ít nhất cũng phải lưu lại mấy trăm triệu đô la. Một người phụ nữ thông minh như Trần Ngư đương nhiên không có khả năng đối đầu trực diện với Kamiyama Yui, cô ta có địa vị cao. Có một tên côn đồ hàng đầu như Tề Đẳng Nhàn ở đây mà cô ấy không cần thì chẳng phải là một kẻ ngốc sao. Kamiyama Yui không để ý tới, mà thản nhiên nói, nhanh chóng cút về Nam Dương của cô đi, đừng nghĩ tới gây chuyện. Hà gia sẽ do tôi bảo hộ, cô không có cơ hội. Mặt khác nếu cô tạo thành tổn thất gì mà tôi không muốn nhìn thì đoán chứng đến tư cách trở về cô cũng không có đâu. Tề Đẳng Nhàn hỏi, Liễu Tông Nham Toái có biết cô nói lời này không? Kamiyama Yui nói, Nham Toái sư phụ kính sợ anh nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều kính sợ anh. Võ công cao không giải quyết được tất cả mọi chuyện. Tề Đẳng Nhàn cười nói, võ công cao đúng là không thể giải quyết tất cả mọi chuyện nhưng võ công cao đến trình độ như tôi thì toàn bộ mọi chuyện đều có thể dùng võ công để giải quyết. Kamiyama Yui không khỏi cười lạnh một tiếng, người phụ nữ ử hung ác bên cạnh hơi nhướng mày. Người phụ nữ đầy sát khí này tiếp lời nói, dù anh có giỏi chiến đấu đến đâu thì có thể trường sinh bất tử hay sao? Cao thủ võ học chết ở trong tay chúng tôi, không 10 thì cũng 8 người. Anh có muốn thành người thứ 9 không? Trần Ngư nhìn người phụ nữ sát khí toàn thân này, đột nhiên nhìn thấy một hình xăm trên mu bàn tay trái của cô ta, ánh mắt không khỏi chìm xuống. Không chờ Tề Đẳng Nhàn đáp lời, Kamiyama Yui vẫy tay nhẹ nói, đi thôi. Hai người họ rời đi. Cũng không làm gì Trần Ngư mà chỉ cảnh báo cô một chút thôi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Ngư, không khỏi hỏi, sao vậy? Sao nghiêm trọng như vậy? Trần Ngư cười nói, có anh ở bên cạnh tôi đương nhiên sẽ không sợ hãi. Tuy nhiên, người phụ nữ bên cạnh Kamiyama Yui thật sự có bối cảnh lớn, khiến tôi có chút sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt hỏi, ồ, nói thế nào đây? Trần Ngư nói, tôi vừa nhìn thấy hình xăm trên mu bàn tay trái của cô ta, nó thuộc về một tổ chức đặc thù. Tên của tổ chức này là Quần Lang. Tề Đẳng Nhàn tò mò hỏi, tại sao không gọi là Bạch Nhãn Lang? Trần Ngư quá lười để ý đến những lời chêm chọc cười của anh chàng này, nói tiếp, tổ chức này không phải là một tổ chức khủng bố bình thường. Họ đã làm rất nhiều chuyện khủng khiếp, ví dụ như họ ám sát các quan chức cấp cao của một số quốc gia và kích động các cuộc tấn công ác ý ở vùng Trung Đông hỗn loạn. Phát động đảo chính ở một số khu vực nhạy cảm của lục địa đen. Tề Đẳng Nhàn nghe, không khỏi thở dài một hơi, sao nghe quen quen thế nhỉ? Trần Ngư nói. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là họ đã từng đánh cắp đầu đạn hạt nhân của Tuyết Quốc và dùng nó để đe dọa một số quốc gia văn minh để cung cấp tài nguyên họ cần. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này, lập tức vui mừng. Anh cười cái quái gì? Những kẻ này chính là những kẻ liều mạng thực sự, loại người có thể ôm C4 đồng quy vu tận với anh đấy. Dù võ công của anh có cao nhưng để họ bắt được một chút khoảng cách cũng sẽ bị chơi chết. Trần Ngư lại nhíu mày nói. Cô ấy luôn sợ hãi trước việc Tề Đẳng Nhàn bị huyết khô lâu của Vân Đỉnh Thiên Cung cho nổ tung, ngày hôm đó, cô và Lý Vân Uyển suýt chết trong vụ nổ trị giá 2-3 tỷ kia. Tề Đẳng Nhàn cong môi nói, sao Kamiyama Yui kia lại có đủ tự tin để khiêu chiến tôi? Dù sao ngày đó Liễu Tông Nham Toái đã nói chuyện đến mức đó. Hóa ra cô ta đã tìm được tổ chức này để dựa vào ha. Trần Ngư nói, Hội Huyền Dương có năng lực rất lớn, đừng đánh giá thấp họ.
Nếu tổ chức quần lang này thực sự ủng hộ hội Huyền Dương hết mức vậy thì tôi thực sự phải lùi bước. Không phải là tôi sợ, mà là tôi lo lắng sẽ liên lụy đến quá nhiều chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Rốt cuộc, họ làm mọi việc mà không có điểm mấu chốt, không từ thủ đoạn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, đừng lo lắng, cái tổ chức quần lang này trong mắt tôi chính là một đứa em trai trong số các em trai. Cứ yên tâm làm việc của cô đi, giao bọn họ cho tôi giải quyết. Trần Ngư cau mày nói, nếu có thể giết luôn bọn họ thì tốt quá. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn thì tốt nhất không nên hành động hấp tấp. Những kẻ này đi trả thù người khác thật là đáng sợ. Đáng sợ cái bíp, Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường. Trần Ngư cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có lẽ quá khoác lác, khi võ công đã đạt đến trình độ này sẽ cảm thấy không cần để bất cứ kẻ nào vào mắt. Quần lang lợi hại, những gì nên nói cô ấy đều đã nói nhưng tên này vẫn có biểu tình ông đây là vô địch thiên hạ, khiến cho người ta thật đau đầu. Khi Tề Đẳng Nhàn đứng dậy thanh toán hóa đơn, anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho cha mình. Cha, đưa tên tham lang kia đến Hương Sơn, để anh ta xử lý chút việc. Tề Đẳng Nhàn nói. Nghe xong lời này, Tề Bất Ngữ không khỏi sửng sốt, sau đó thở dài, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn nói, tự cha nhìn đi, ở Hương Sơn có một số việc cần anh ta giải quyết. Tề Bất Ngữ ồ một tiếng rồi cúp điện thoại. Ông ấy đi ra khỏi phòng quản giáo, bước đến căng tin nơi đang phục vụ bữa ăn. Vừa vào nhà ăn, nhóm cảnh ngục lập tức chào, đồng thanh nói, đại đương gia. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, đây là ngục tù bình thường hay là đã bị thủ lĩnh thổ phỉ chiếm giữ làm tổ thổ phỉ rồi chứ? Anh đã nói hôm nay sẽ thêm đùi gà cho tôi, hiện tại lại nói với tôi là 3 ngày sau mới có thể thêm vào. Sau 3 ngày lại nói 3 ngày. Đã 10 ngày rồi anh ơi. Đùi gà của tôi, cuối cùng thì có cho thêm không? Trước kia tôi không có lựa chọn, bây giờ tôi chỉ muốn thêm một cái đùi gà, khó đến vậy sao? Dạ ma gầm lên với cảnh ngục đang chuẩn bị bữa ăn, giơ khay đồ ăn lên đập mạnh xuống bàn kêu vang. Một đàn em của dạ ma nhẹ nhàng kéo góc áo của anh ta, nhỏ giọng nói, đại ca. Dạ ma vung tay đẩy tên đàn em của mình ra. Cao mày nhìn cảnh ngục đang chuẩn bị bữa ăn nói, hôm nay, cái đùi gà này nhất định tôi phải ăn. Dù đại đương gia đến cũng không giữ được, đây là tôi nói. Cảnh ngục nhìn dạ ma mặt không biểu cảm, nói, nhị đương gia có quy củ, muốn thêm đùi gà thì phải cống hiến. Trước đó anh làm không tốt, ăn bớt xén nguyên vật liệu cho nên mới không cho anh. Đại ca, tên đàn em lo lắng, lại kéo vạt áo dạ ma lần nữa. Dạ ma hừ lạnh một tiếng, nói. Mẹ kiếp, đừng đụng vào tao, không thấy tao đang xin người ta đùi gà sao? Lúc này, dạ ma liếc mắt lé nhìn oán quỷ vừa nhận một chiếc đùi gà. A-di-đà Phật, sau khi rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ lưu lại trong lòng. Thiện tai, oán quỷ vui vẻ ra mặt, cầm khay cơm bước đi. Ánh mắt dạ ma chuyển động, đang định ra tay đoạt lấy, vừa mới ấp ủ suy nghĩ đã phát hiện những người xung quanh đang dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn mình. Không hiểu sao, dạ ma có một loại cảm giác nguy hiểm phải tránh, một cảm giác nguy hiểm kinh khủng bao trùm trong lòng mình. Còn chưa kịp quỳ xuống và hét lên tôi là đồ ngốc, anh ta đã cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên vai mình. Dạ ma bắt đầu run rẩy toàn thân, suýt nữa thì tè ra quần. Đại đương ra hỏi cậu, có muốn ăn đùi gà không? Giọng của tham lam vui sướng khi người gặp họa từ bên cạnh truyền đến, anh ta đang cầm trong tay một chiếc đùi gà, nhai một cách thích thú. Dạ ma cứng đờ quay đầu lại, khóe miệng run rẩy, nơm nớp lo sợ cười nói, đại đương gia, tôi, một tên tội phạm lao động cải tạo, sao có thể ăn đùi gà chứ? Đùi gà này vô cùng trân quý, hẳn phải để đại đương gia ăn trước. Oán quỷ không khỏi gắp mấy ngụm cơm trắng rồi kêu lên, thật sự là ngon quá. Tề Bất Ngữ đặt tay xuống vai dạ ma, trên mặt mang theo ý cười nhạt. Sau đó, ông ấy liếc nhìn khay cơm, nhíu mày. Sao còn lại nhiều đùi gà như vậy? Tham lang nói ra điều ông ấy muốn hỏi. Cảnh ngục nói, gần đây công việc rất nhiều, dạ ma nói anh ta dẫn dắt tổ sẽ hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ cho nên yêu cầu chia đôi phần, kết quả là tổ họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cho nên những đùi gà này bị dư lại, không chia cho bọn họ. Tề Bất Ngữ nói ồ, sau đó để dạ ma ngồi xuống bàn ăn trước, lại chỉ vào đùi gà. Tay chân tham lang nhanh nhẹn, bước một bước xa đến.
bưng toàn bộ khay thức ăn lên, bên trong chắc có tới hàng trăm chiếc đùi gà. Anh ta phóng phịch một tiếng, chiếc đùi gà đến trước mặt Dạ Ma. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu. Dạ Ma lập tức cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, nói, đại đương gia nhân từ thiện tâm, đối xử với tôi tốt quá. Tham Lang nhịn cười nói, đại đương gia nói, không thể lãng phí lương thực. Số đùi gà này đều sẽ do một mình cậu ăn hết. Khi anh ta nói lời này, Tề Bất Ngữ đã ngồi ở trước mặt Dạ Ma, dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Dạ Ma như vậy. Một mình tôi ăn sao? Dạ Ma nhìn chằm chằm vào đùi gà trong khay, anh ta không khỏi sửng sốt, sau đó sắc mặt tái xanh. Đùi gà rất ngon nhưng nếu ăn hàng trăm chiếc một lúc thì có thể bị no chết. Cho dù không no chết, nhất định sẽ chán chết. Sở dĩ đùi gà ở nhà Từ U Đô quý như vậy là vì ngày thường không có gì để ăn. Ngày lễ ngày Tết cũng chỉ phát một hai cái thôi. Nhìn thấy Dạ Ma sửng sốt, Tề Bất Ngữ không khỏi cau mày, Tham Lang lập tức phối hợp phiên dịch, ăn đi. Bà nội mày, sao không ăn? Dạ Ma dùng mình nói, tôi ăn, tôi ăn. Sau đó, Dạ Ma bắt đầu ăn đùi gà. Tề Bất Ngữ mặt không biểu tình dùng tay gõ bàn, Tham Lang nói, xương gà cũng không được nhổ ra. Khóe miệng Dạ Ma run lên, vừa định nhổ xương ra chỉ đành cắn mạnh, nuốt vào trong bụng. A-di-đà Phật, đây gọi là tự làm bậy không thể sống. Loại người ngu ngốc này nếu tôi là Phật cũng không độ, bần tăng cũng không cần siêu độ tên đó, sớm hay muộn gì cũng có một ngày tên đó tự siêu độ chính mình. Oán quỷ chậm rãi giảng Phật Pháp với đám đàn em xung quanh. Đám đàn em không khỏi gật đầu, cảm thấy lời đại ca nói rất có đạo lý, loại người này thật sự không cần siêu độ, bất cứ lúc nào cũng có thể tự chịu diệt vong. Gương mặt dữ tợn của Dạ Ma bắt đầu gặm đùi gà, dường như cái khay đùi gà này đã biết thành kẻ thù giết cha của mình. Ai, thật hâm mộ đại ca, một lần mà ăn mấy trăm cái đùi gà. Đại ca cố lên, đùi gà của chúng tôi đều cho mình người ăn, đừng làm các anh em thất vọng. Đại ca ăn đùi gà, cố lên. Dạ Ma ăn liên tiếp hơn 40 cái đùi gà, đã bắt đầu buồn nôn. Nhưng Tề Bất Ngữ vẫn mỉm cười ngồi đối diện anh ta. Như người cha hiền từ đang gắp đồ ăn cho con trai, nói, nào, ăn nhiều một chút. Dạ Ma không dám dừng lại. Bởi vì anh ta biết nếu dừng lại, anh ta có thể lại bị treo ngược, dãi nắng dầm mưa 3 ngày 3 đêm. Anh ta tình nguyện bị no chết cũng không muốn bị treo ngược lần nữa. Bởi vì anh ta không biết lúc mình bị treo lên, có thể có con bê nào đó tâm tình không tốt tiểu lên mặt mình một phát, càng không biết bọn người kia có thể dùng băng vệ sinh dính đầy máu không biết lấy ra từ đâu mà dán lên mặt mình. Khi chiếc đùi gà cuối cùng chui vào bụng, Dạ Ma đã sắp bị no chết. Sở dĩ là sắp vì hiện tại anh ta vẫn chưa chết. Cả đời tôi đều không muốn ngửi thấy mùi gà nữa. Dạ Ma loạng choạng đứng dậy, ợ hơi một cái. Một tên cảnh ngục ở bên cạnh quen tay hay việc đã đưa cái thùng đựng đồ ăn thừa ra, sau đó chỉ nghe thấy Dạ Ma ọe một tiếng, chút hết vào trong thùng đồ ăn thừa. Tề Bất Ngữ xua tay, buông tha cho Dạ Ma. Sau đó ánh mắt của ông ấy dừng ở trên người Tham Lang đang vui sướng khi người gặp họa, đưa ra một thủ thế. Sắc mặt Tham Lam nhất thời cứng đờ, anh ta do dự nói, đại đương gia, ngài nói thế nào? Chuyện này, này không thích hợp lắm nhỉ? Tôi chỉ là một tên tội phạm, sao có thể ra ngoài chứ? Huống hồ, chuyện mà ngay cả nhị đương gia cũng không xử lý được sao tôi có thể làm được? Đối tượng mà mọi người vui sướng khi người gặp họa tức thì chuyển từ Dạ Ma thành Tham Lang, trên mặt cả đám người đều lộ ra ý cười âm hiền. Từ lần trước Tham Lam hút thuốc từ phòng này sang phòng khác, mọi người đều có thể đoán được tên này có lẽ đã đắc tội với nhị đương gia. Vì sao không phải là đại đương gia? Bởi vì đại đương gia là người tàn nhẫn không nói lời nào. Ai đắc tội với ngài ấy sẽ phải nếm thử tư vị báo thù ngay tại chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là nhị đương gia. Không phải cậu luôn muốn đi ra ngoài sao? Lần này tôi cho cậu cơ hội, cậu phải trân trọng nó. Tề Bất Ngữ dùng tay ra hiệu nói với Tham Lang. Đại đương gia, ngài đang nói gì vậy? Tôi nhìn không hiểu, có thể dùng ngôn ngữ chính quy của người câm niếc hay không? Tham Lang giả vờ ngu ngơ nói. Oán quỷ lại cười vỗ bả vai của Tham Lang nói, đại đương gia nói cậu nên trân trọng cơ hội này. Tham Lang sửng sốt nói, mẹ mày. Mẹ kiếp, tôi đúng là thiên tài, gần đây có học chút ngôn ngữ chuyên dụng của người câm niếc từ đại đương gia. Oán quỷ nghiêm trang nói.
Tham Lang không nói nên lời, không thể giả ngu được nữa. Mọi người nhìn anh ta hả hê, cái vẻ giả tạo này, mỗi lần anh ta đều theo đại đương gia ra ngoài, lần này để anh ta đi, anh ta dám không đi sao? À, hơn phân nửa là sợ bị nhị đương gia thu thập. Tôi không đi, tôi không muốn ra ngoài, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có nhà tù U Đô Ngục mới là quê nhà của tôi. Tham Lang hét lớn, gần như khóc nấc lên, tôi rất nhớ đại đương gia. Đại đương gia, đại đương gia, ô ô ô, những ngày không có ngài tôi biết sống như thế nào đây. Đại đương gia, đừng để tôi rời khỏi đây. Tôi nguyện dành cả cuộc đời mình hoạt động trong một phạm vi nhất định để đổi lấy việc trở thành phiên dịch suốt đời của đại đương gia. Sắc mặt của Tề Bất Ngữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, ông ấy đột ngột đứng dậy, đá một cước hỉ thước đặng chi vào trên xương bánh chè của Tham Lang. Tham Lang bị động không kịp phòng ngừa, kêu thảm một tiếng, đầu gối vang lên tiếng nứt xương, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Tề Bất Ngữ chỉ vào hai cảnh ngục, sau đó chỉ vào Tham Lang, để cho họ sắp xếp. Oán quỷ đắc ý nói với mọi người, tên tiểu tử Tham Lang này luôn giáp tâm hại người. Vì tránh việc chạy trốn giữa đường thì đại đương gia đã đánh gãy một chân của cậu ta. Đây coi như là tạo ra bảo hiểm. Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó lại bật cười ha ha. Toàn bộ nhà tù tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Tham Lang nhìn Tề Bất Ngữ với vẻ mặt đáng thương, nói, đại đương gia, có thủ oán gì với tôi? Tôi làm phiên dịch cho ngài lâu như vậy mà chút lòng tin này ngài cũng không có sao. Còn nữa, ngài để tôi đi tìm nhị đương gia vậy không phải bảo tôi đi tìm chết ư? Dạ ma ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng không thể chỉ có mình thảm hại như vậy. Nhìn kết cục của Tham Lang còn thảm hại hơn so với mình, anh ta lập tức thấy vui vẻ. Tham Lang, tôi sẽ dạy cho cậu một chiêu tuyệt học bảo mệnh để lấy lòng nhị đương gia. Chỉ cần cậu học được vậy thì có lẽ ngài ấy sẽ không truy cứu cậu nữa. Dạ ma cười nói. Phải không, vẻ mặt Tham Lang rất nghẹn khuất, anh ta biết lần này nhất định mình phải đi một chuyến. Nếu không có thể sẽ bị Tề Bất Ngữ bóp chết. Dạ ma nói, nhị đương gia hiện tại là tổng giám mục thánh giáo. Mà chức tổng giám mục này của ngài ấy là mua được từ giáo hoàng. Đối với việc này, ngài ấy vẫn luôn rất đắc ý. Sau này khi cậu gặp ngài ấy, chỉ cần dùng chủ đề này nói chuyện. Hơn nữa không ngừng khen ngợi chuyện ngài ấy mua chức tổng giám mục này. Đương nhiên cậu sẽ vì thế mà lấy lòng được ngài ấy. Một khi ngài ấy vui vẻ, tất nhiên sẽ không so đo đến việc nhỏ lúc trước cậu đắc tội ngài ấy. Oán quỷ sửng sốt, ở bên cạnh nói, tên dạ ma ngu xuẩn này mặc dù có chút không đáng tin cậy nhưng nói rất có đạo lý. Nhị đương gia luôn rất tự hào vì đã bỏ tiền mua chức tổng giám mục, cứ gặp người là nhắc đến. Chỉ cần cậu có thể làm lớn chuyện này lên, khen ngài ấy thông minh, trí tuệ, khen ngài ấy coi tiền tài như rác rưởi tất nhiên ngài ấy sẽ khen thưởng cho. Yên tâm đi, lúc trước tôi và dạ ma cũng nịnh hót như vậy đấy. Tham Lang nghe được lời này, sửng sốt nói, vẫn là tên hòa thượng này đáng tin cậy, được rồi, lát nữa tôi thử xem. Thử xem thì sẽ qua đời, một nụ cười thâm trầm xuất hiện trên khuôn mặt oán quỷ. Đối với việc tiêu hết 6 tỷ đô la để mua chức tổng giám mục, Tề Đảng Nhàn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Oán quỷ và dạ ma giả vờ là tín đồ thành kính ở trước mặt anh mà còn để anh tát vào miệng. Tên Tham Lang này vốn đã đắc tội anh rồi mà còn muốn lấy chuyện này ra để nói. Hắc, hình ảnh kia thật không dám tưởng tượng. Dạ ma nhìn về phía oán quỷ, hai người nhìn nhau cười, cả hai đều không nói gì. Đồ khốn nạn. Như nhau. Hai người ngầm hiểu rõ lòng nhau mà không nói ra, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Sau khi sắp xếp xong chuyện đưa Tham Lang rời khỏi nhà tù, dạ ma bắt lấy oán quỷ, cười lạnh nói, còn nói người xuất gia không nói dối. Tôi thấy tên hòa thượng cậu toàn là dối trá, sau này tôi còn có thể tín nhiệm cậu nữa không? Oán quỷ lại nghiêm túc nói, đánh rắm, tôi đang hoàn thiện con đường của mình. Dạ ma sửng sốt một chút, hỏi, chỉ giáo cho. Oán quỷ dựng thẳng ngón tay phải lên nói, đây là biến tướng của siêu độ, cậu có hiểu không? Thực lực Tham Lang cường đại, lấy năng lực của Bần Tăng mà muốn siêu độ cậu ta thì có chút khó khăn. Nếu Bần Tăng không siêu độ được cậu ta vậy thì mượn tay nhị đương ra đến siêu độ vậy. Tuy rằng Bần Tăng muốn giết hết chúng sinh mới tự thành Phật nhưng vẫn có những người không giết được. Nếu không giết được thì để cho nhị đương ra giết thôi.
Dạ ma vừa nghe đã thấy mẹ nó quả là có lý, không hổ là người nghiên cứu Phật Pháp, trong đầu loanh quanh lòng vòng rất nhiều thứ. Đồng thời, anh ta không khỏi cảnh giác, cảm thấy thằng nhãi oán quỷ này chính là một tên nham hiểm, sau này nên tránh xa ra một chút. Oán quỷ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng dạ ma không khỏi khinh thường nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không dùng thủ đoạn như thế để đối phó với cậu. Dạ ma cười ha ha, vỗ bả vai oán quỷ nói, quả nhiên là anh em, ở trong lòng. Người anh em như cậu tôi nhận, lần sau tôi sẽ đưa cậu đi giết cả nhà thượng tướng ở Tuyết Quốc. Oán quỷ lại nói thêm, bởi vì loại người như cậu chính là có tính cách tự tìm đường chết, siêu độ luôn hay biến tướng siêu độ đều không cần. Cậu sẽ tự siêu độ chính mình. Nụ cười trên mặt dạ ma cứng đờ một chút, oán quỷ liếc mắt nhìn anh ta, ghét bỏ mà tránh xa, vừa đi vừa nói, ai muốn làm anh em với loại người ngu ngốc như cậu. Dạ ma hóa đá tại chỗ. Dạ ma, hai chúng ta liên thủ giết cậu ta đi. Cái tay trái tàn phế của cậu ta vừa vặn chính là mảnh ghép cuối cùng để tôi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Một giọng nói âm trầm vang lên bên cạnh dạ ma. Vừa nghe đã biết chính là cái tên biến thái thích dùng thi thể để tạo ra cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. Dạ ma không cần suy nghĩ mà bước đi vừa lẩm bẩm, trong nhà tù U Đô này, mẹ nó không có một ai bình thường cả. Chỉ có ông đây là người bình thường. Đại ca, có người bị đại đương ra treo lên. Dạ ma đang đi thì chợt nghe thấy tiếng đàn em gọi mình. Ở trong nhà tù U Đô, tin tức này khiến cho mọi người cao hứng không thua gì nhóm cảnh ngục tuyên bố ăn Tết. Dạ ma nghe được lời này, bỗng nhiên hưng phấn chạy tới bên cạnh hét lớn, ở đâu? Ở đâu, đúng lúc ông đây đang nhịn tiểu không có chỗ để đi. Chà, dạ ma thực sự là một người bình thường. Ngày hôm sau, Trần Tham Lang đeo cùng điện tử nhập khẩu từ Tuyết Quốc. Đi cùng với hai cảnh ngục rời khỏi nhà tù, lên máy bay đến Hương Sơn. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Hương Sơn, Tham Lang cảm thấy mạng sống của mình như bị treo lơ lửng. Nhà tù U Đô tràn ngập không khí tự do, không khí bên ngoài đầy mùi tanh tưởi làm người ta chán ghét. Tham Lang không khỏi suy nghĩ, thậm chí còn không có lòng dạ nào đi nhìn đôi chân xinh đẹp của tiếp viên hàng không. Anh ta chống gậy, dưới sự nâng đỡ của cảnh ngục đi ra khỏi máy bay. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang chờ ở cửa sân bay, khóe miệng Tham Lang liên tục run rẩy, nói với hai cảnh ngục bên cạnh, trước kia tôi không ra gì nhưng hiện tại tôi muốn làm một người tốt. Xin hai vị lập tức đưa tôi trở về nhà tù, để thân thể và linh hồn của tôi nhận được mài giũa và gột rửa. Thực xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát. Hai cảnh ngục trầm giọng nói, kéo tay Tham Lang, dường như là bế anh ta đi về phía lối ra. Khi đối mặt với Tề Đẳng Nhàn, chân của Tham Lang không khỏi mềm nhũn, lòng nhủ rằng lúc trước mình không nên tìm đường chết như vậy. Khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy chiếc chân gãy của Tham Lang, anh không khỏi nha một tiếng, sau đó hỏi, chân này bị sao vậy? Một cảnh ngục cười nói, anh ta không nghe lời nên đại đương gia đã đánh gãy một chân của anh ta. Một cảnh ngục khác không khỏi nhếch mép cười, tên Tham Lang quả thực chính là tự chịu diệt vong. Tề bất ngữ nói mà dám không nghe. Vậy không phải là tìm cái chết sao? Tham Lang à, đã lâu không gặp, Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nhìn Tham Lang, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ đang có dự định gì xấu. Nhị đương gia, cứ gọi tôi là Tiểu Lang Lang là được. Tham Lang cười nịnh nọt nói, có thể nhìn thấy nhị đương gia, trong lòng tôi dâng lên hưng phấn, giống như được sinh ra lần nữa. Cảnh ngục nói, hả, không phải cậu vừa cầu xin chúng tôi đưa cậu về sao? Cậu nói muốn làm người tốt. Lòng Tham Lam tự nhủ, nhóm vương bát đản nhà tù U Đô này thật thích bán đồng đội. Làm sao có thể, tôi tới Hương Sơn để tiếp nhận lễ rửa tội của nhị đương gia. Nhị đương gia hiện tại là tổng giám mục, nếu có thể tắm rửa trong ánh sáng của thánh chủ chắc chắn sẽ như được sinh ra lần nữa. Tham Lam nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy cười nhạo một tiếng, sau đó để ba người lên xe, chuẩn bị sắp xếp cho Tham Lam ở nhà Dương Quan Quan trước. Tên Tham Lang này đã bị gãy chân, Dương Quan Quan trấn áp anh ta cũng không thành vấn đề, hơn nữa dưới chân còn có xiềng xích điện tử, chỉ cần không nghe lời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Tham Lang cảm thấy lần này mình quá nửa là giữ nhiều lành ít. Sau khi giúp Tề Đẳng Nhàn xong xuôi cũng không biết tên không nói võ đức này có dùng chiêu tá ma giết lừa với mình nữa hay không. Dù sao thì anh ta cũng rất sợ hãi. Nhị đương gia, vì sao lại gọi tôi đến Hương Sơn?
Tham Lang không khỏi thận trọng hỏi. Tổ chức thế giới ngầm mà cậu thành lập lúc trước có phải tên là Quần Lang không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tham Lam sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, Quần Lang là do một mình tôi thành lập. Hơn nữa một trong 9 thành viên cốt lõi còn là thủ hạ của tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, tổ chức này của cậu hình như có danh tiếng khá tốt. Tham Lang không khỏi tự mãn, nói, đương nhiên, năm đó chúng tôi là tồn tại đáng sợ, chúng tôi còn có thể đánh cắp đầu đạn hạt nhân của Tuyết Quốc. Hai tên cảnh ngục không khỏi cười lạnh, khoe khang cái rắm gì thế, còn không phải bị nhị đương gia thu thập thành một con chó Husky à. Không lâu sau, họ đến căn biệt thự mà Dương Quan Quan mua ở Hương Sơn. Dương Quan Quan hôm nay không đến câu lạc bộ, nhìn thấy Tham Lang tới, không khỏi có chút kinh ngạc nói, hả? Đây không phải là anh Tham Lang sao? Chân của anh bị sao vậy? Cậu ta không nghe lời, bị cha tôi đánh gãy. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tham Lang được xem như là người không an phận nhất ở trong nhà tù U Đô. Nếu để anh ta tìm được cơ hội chạy trốn hoặc cơ hội tạo phản thì anh ta tuyệt đối không chút do dự. Cho nên trước khi Tề Bất Ngữ cho anh ta ra ngoài đã đá gãy một chân của anh ta có thể nói là rất ổn định, tránh cho thân thể anh chàng này khỏe mạnh sẽ làm chuyện xấu gì. Hơn nữa, xiềng xích ở dưới chân Tham Lang cũng không phải là mặt hàng đơn giản, nếu bị phá vỡ bằng ngoại lực, chỉ có thể là kíp nổ bom, một con đường chết. Tham Lang liền khen ngợi, cô Dương, đã lâu không gặp. Cô ngày càng xinh đẹp và tao nhã, xem ra cũng không uổng phí dạy dỗ lúc trước của tôi. Dương Quan Quan nói, tôi phải cảm ơn các anh đã chăm sóc tôi trong tù. Nếu không nhận vài trận đòn đó thì tôi sẽ không thể tiến bộ được. Tề Đẳng Nhàn tùy ý nói, cậu dạy dỗ cái rắm gì, đều là ông đây có cách dạy dỗ người khác. Vâng vâng vâng, nhị đương gia nói đúng. Chúng ta chẳng qua là bồi luyện mà thôi. Chỉ điểm thực sự đều phải dựa vào nhị đương gia. Tham Lang mang theo ý nghĩ muốn sống sót mãnh liệt mà sửa lại lời nói. Dương Quan Quán sai người hầu sắp xếp bữa tối cho 3 vị khách mới, bữa ăn rất thịnh soạn. Ăn cơm xong, hai cảnh ngục bí mật gọi Tề Đẳng Nhàn sang bên cạnh. Nhìn thấy bộ dạng đáng khinh của họ, Tề Đẳng Nhàn đã biết chẳng có gì tốt đẹp nên hỏi, chuyện gì? Một người nói, khụ khụ khụ, chuyện là, tôi nghe Lão Lý nói lần trước áp giải đồ phu tới đây, nhị gia đã sắp xếp rõ ràng. Một người khác cũng nói lại, chúng tôi đã hỏi thăm trước khi đến đây. Ở Hương Sơn có một nơi tên là Cửa Hoa Anh Đào. Nơi đây đầy rẫy các cô gái kiệt bành, là cảnh ngục chính trực, chúng tôi muốn phát dương quốc uy. Tề Đẳng Nhàn nghe xong cũng dở khóc dở cười, tên nhãi này, thanh danh của mình ở nhà tù U Đô đã hoàn toàn được khẳng định rồi phải không? Những cảnh ngục áp giải phạm nhân đến đây cho anh đều được anh chiêu đãi ăn ngon uống tốt. Nhân tiện để cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty đưa họ đi chơi cùng. Vì vậy, đối với những người cảnh ngục bên trong, việc áp giải tù nhân ra ngoài tìm Tề Đẳng Nhàn chẳng khác nào một phúc lợi hoàn hảo, thú vị gấp 10 lần so với nghỉ phép. Hai tên LSP các cậu, làm như vậy có được không? Ah, rõ ràng đều là người có gia đình, con trai đã có thể mua nước tương nhưng trong đầu vẫn còn nhiều thứ hỗn loạn như vậy. Thích hợp không? Tề Đẳng Nhàn dùng lời lẽ chính đáng để dạy dỗ hai người họ. Cả hai bị mắng đều ủ rũ cụp đuôi, không dám nói lời nào. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng nói, ừ, tôi đích thân đưa hai người đến đó là thích hợp. Sau này nếu có người hỏi thì các người chỉ cần nói là đi làm chính sự với tôi, hiểu chưa? Hai cảnh ngục liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu, thầm nghĩ đứa trẻ này vẫn thích ra vẻ đạo mạo như trước. Vì vậy, Tề Đẳng Nhàn gọi điện cho Hoàng Kỳ Bân hỏi, tối nay có đi không? Câu này hỏi hơi khó hiểu nhưng thiếu niên A Bân chỉ nháy mắt đã hiểu. Giống như hồi ở trường học, có bạn học muốn cậu ta cùng đi WC, rõ ràng cậu ta không muốn đi nhưng vẫn phải đi. Chờ đến WC thì quả nhiên thấy bạn học móc ra một bao thuốc từ trong túi quần. Tiêu phí đêm nay đương nhiên là do Hoàng công tử trả. Điều này khiến Hoàng Kỳ Bân cảm thấy Tề Đẳng Nhàn ngày càng trở nên quá đáng, chơi miễn phí một mình cũng thôi, vậy mà còn tổ chức thành đoàn thể chơi miễn phí. Còn nói có hai người anh em, vừa hỏi mới biết hóa ra đều là cảnh ngục công tác cùng nhau. Những người phụ nữ xung quanh anh đều là Tôn Phu Nhân, cô Dương và Trần Ngư. Thỉnh thoảng tôi còn phải mời anh đi trung tâm massage, có quá đáng không? Hoàng Kỳ Bân không nhịn được hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
cậu thì hiểu cái quái gì, đây gọi là nung đúc tình cảm. Tề Đẳng Nhàn không mặn không nhạt trả lời. Tề Đẳng Nhàn đã thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe tên là Chín Dương Thận Bảo, không cần người đẹp chỉ thuần túy mát xa bảo vệ sức khỏe. Khi đặt hai viên đá núi lửa nóng bỏng lên trên thắt lưng anh thấy rất thoải mái. Tề Đẳng Nhàn ném luôn hai cấp dưới của mình cho Hoàng Kỳ Bân, dù sao thì thằng nhóc A Bân này cũng không có chuyện đứng đắn gì. Một tháng cầm mấy chục vạn hoa hồng, cả ngày chỉ ăn nhậu chơi bời đi trung tâm massage, để cậu ta đảm đương chức giám quan hệ công chúng trước đây của mình không tốt à. May mắn thay, Hoàng Kỳ Bân là một người trượng nghĩa, rất nhiệt tình chiêu đãi hai người bạn đường xa đến đây. Nhân tiện nghe được không ít chuyện cũ về nhà tù Udo. Sau khi xoa bóp, tinh thần Tề Đẳng Nhàn trở nên phấn chấn. Anh liên lạc với giáo hoàng, sau đó đi thẳng đến buổi họp báo của Lôi gia. Đối với Tề Đẳng Nhàn, trường hợp tham dự sự kiện quan trọng như ngày hôm nay, tất nhiên là phải mặc đại hồng bào kiêu ngạo nhất của mình. Mặc hồng y vào người, anh chính là tổng giám mục đẹp nhất trên phố. Lúc này, tại địa điểm tổ chức, Lôi Chấn Kỳ bị một nhóm phóng viên vây quanh, họ giơ micro lên, liên tục đặt câu hỏi. Ngài Lôi, xin hỏi sau khi ông Lôi đi rồi, ngài và nhị thiếu gia có kế hoạch gì cho tương lai của tàu thuyền Lôi Thị không? Ông Lôi rời đi có ảnh hưởng đến địa vị của Lôi gia ở Hương Sơn không? Xin hỏi ngài Lôi Chấn Kỳ có ý kiến gì về chuyện này không? Lôi thiếu gia, tôi nghe nói tàu thuyền Lôi Thị đang gặp phải rất nhiều phiền phức. Một thời gian trước còn có một vụ bê bối độc quyền bị vạch trần, vì sao Lôi gia không có phản ứng? Ngài Lôi, điều tôi lo lắng nhất chính là tương lai của tàu thuyền Lôi Thị. Có nên cân nhắc đến việc bán cổ phần ra bên ngoài không? Các phóng viên liên tục hỏi nhưng Lôi Chấn Kỳ vẫn bình tĩnh, không hề trả lời câu hỏi của họ. Sau khi phóng viên đặt câu hỏi xong, Lôi Chấn Kỳ bình tĩnh nói, buổi họp báo sắp bắt đầu, mọi người sẽ biết tàu thuyền Lôi Thị sẽ đi con đường nào. Hiện tại không thể trả lời gì cả. Các phóng viên lập tức thất vọng, họ đều muốn nghe một số tin tức từ Lôi Chấn Kỳ trước cuộc họp báo. Lôi Chấn Lân ngồi trên xe lăn, bình tĩnh nói, thật sự rất náo nhiệt. Lôi Tuyết Kiều nói, chú hai, gia đình chúng ta sẽ ổn chứ? Nhiều người nhắm vào tàu thuyền Lôi Thị của chúng ta như vậy. Hơn nữa một số bê bối đã bị vạch trần cách đây không lâu. Đó đều là những chuyện mà người khác cố ý làm ra, chỉ vì muốn chèn ép chúng ta, không cần để ý. Lôi Chấn Lân khinh thường cười nói. Vương Kiếm Thành đã liên lạc với cháu, nói rằng nguyện ý giúp chúng ta. Lôi Tuyết Kiều nói. Lôi Chấn Lân liếc nhìn cô ấy một cái, nói, Vương gia không có ý tốt. Hiện tại, ngoại trừ giám mục Tề, chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai. Lôi Tuyết Kiều không khỏi có chút khó chịu nói, tên họ Tề kia có bản lĩnh gì, chính là một kẻ cặn bã mà thôi. Mọi người đều tình nguyện tin anh ta chứ không tin cháu. Lôi Chấn Lân cười ha ha nói, cháu còn nhỏ, không nhìn rõ nhiều thứ bẩn thỉu và hắc ám trên thế giới này, có lẽ mấy năm nữa cháu có thể hiểu được tại sao cha cháu, chú và ông nội cháu đều tin cậu ta như thế này. Lôi Tuyết Kiều chỉ có thể im lặng, sau đó có chút tức giận bĩu môi, cô ta nghĩ Vương gia tiến vào là chuyện tốt cho tàu thuyền Lôi Thị. Lôi thiếu gia, hy vọng kết quả ngày hôm nay sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Lúc này một người phụ nữ bước ra, chính là Lý Toàn Chân, đại công chúa của Tài Phiệt Thượng Tinh. Thật xin lỗi, chỉ sợ sẽ làm các người thất vọng. Lôi Chấn Lân liếc nhìn cô ta, cười nói. Lý Toàn Chân cười nói, vậy, chỉ có thể ngồi chờ đợi con thuyền lớn Lôi Thị này bị chìm xuống. Sau đó mọi người cùng chia đều lợi ích thôi. Trong doanh nghiệp quy mô lớn, chỉ cần điều tra kỹ càng, ở một mức độ nào đó đều có thể phát hiện ra một số vấn đề, không thể nào sạch sẽ như hoa sen trắng được. Huống chi tàu thuyền Lôi Thị đi lên từ thời kỳ hỗn loạn đó. Hơn nữa còn độc quyền ngành vận tải biển trong một thời gian. Nếu thật sự muốn tiến hành điều tra kỹ càng thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Nếu những vấn đề này bị lộ ra ngoài, Lôi gia căn bản là không khả năng bảo vệ tàu thuyền Lôi Thị. Kamiyama Yui của Hội Huyền Dương cũng xuất hiện, mỉm cười nói với Lôi Chấn Lân, nhị thiếu gia, Hội Huyền Dương của chúng tôi sẽ đưa ra giá cả và điều kiện tốt nhất, hy vọng Lôi gia có thể nghiêm túc cân nhắc. Lôi Chấn Lân nhìn cô ta một cái, không nói gì. Cha ông ta là Lôi Thiên Tứ không thích người kiệt bành nên đương nhiên ông ta cũng không thích bọn họ. Cuộc họp báo lần này của Đình gia sẽ công bố về tương lai của tàu thuyền Lôi Thị, vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ bên ngoài, đặc biệt là những người như Lý Toàn Chân và Kamiyama Yui,
những người này thèm muốn cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị. Đương nhiên còn có cả những gia tộc lớn đến từ đế đô cũng đang nhìn chằm chằm. Tàu thuyền Lôi Thị sẽ đầu hàng và thừa nhận thất bại hay sẽ ngoan cường chống cự và chiến đấu với mọi người đến cùng đều tùy thuộc vào hôm nay. Những người như Trần Bá Hạ, Mạnh Thiên Xanh, Lục Thái và Nghiêm Mộc Long cũng lần lượt xuất hiện, khung cảnh nhất thời trở nên rất sôi động. Ngọc Tiểu Long cũng xuất hiện, cô mặc một bộ vest đen, không mặc những bộ váy dạ hội lộng lẫy, trang điểm lại đơn giản nhưng lại khiến cô trở thành người bắt mắt nhất trong hiện trường. Có một số người trời sinh làm nhân vật chính, Ngọc Tiểu Long đại khái cũng là một trong những người này. Sau khi Ngọc Tiểu Long đến, Trần Ngư, Dương Quan Quan, Tôn Dĩnh Thục và những nhân vật quan trọng khác liên quan đến Tề Đẳng Nhàn cũng xuất hiện trên sân khấu. Tốt lắm, cũng may Từ Ngạo Tuyết không có ở đây, nếu không, với tính tình của mình, cô ta nhất định sẽ gây chuyện, biến buổi họp báo của Lôi ra thành tràng cảnh địa ngục. Hừ, không ngờ con khốn Ngọc Tiểu Long kia cũng đến. Nghiêm Mộc Long nheo mắt, nếu lần trước không phải cô ta kiềm chế Triệu Hồng Tụ thì Tề Đẳng Nhàn có 10 mạng cũng không đủ để chơi. Cái chết của Nghiêm Động đương nhiên khiến Nghiêm Mộc Long rất đau lòng, tuy nhiên, việc Nghiêm Động làm đã đi quá xa, không nên làm lớn chuyện. Bên phía Nghiêm gia chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành. Không ngờ rằng Ngọc Tướng Quân sẽ tới, nhưng kết quả hôm nay không quan trọng. Kết cục cuối cùng của tàu thuyền Lôi Thị chỉ sợ sẽ khiến Ngọc Tướng Quân rất thất vọng. Lục Thái đi tới trước mặt Ngọc Tiểu Long, bình tĩnh nói. Một người hầu như cô không có tư cách nói chuyện với tôi, cút ngay. Ngọc Tiểu Long không thèm nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói. Sắc mặt Lục Thái cứng đờ, chậm rãi nói, nghe đồn Ngọc Tướng Quân kiêu ngạo, xem ra quả nhiên không phải lời đồn. Chỉ là tôi không biết Ngọc Tướng Quân kiêu ngạo như vậy, sao lại? Lúc này Trần Ngư kinh ngạc nói, không thể nào, không thể nào. Xã hội phong kiến này đã trôi qua bao nhiêu năm, sẽ không còn ai bán mình cho người khác trà đạp để làm hầu gái chứ? Dương Quan Quán cũng hùa theo nói. Hả? Xã hội hiện đại còn có người hầu sao? Là loại thông phòng sao? Thời phong kiến, người hầu đều bị đại quan quý nhân đưa qua đưa lại, giống như xe bát. Không biết bây giờ có còn giống thế nữa không? Nếu người khác châm chọc mình như vậy, đương nhiên Lục Thái sẽ không quan tâm. Nhưng Trần Ngư là nhân vật quan trọng, lại là một người phụ nữ cực kỳ ưu tú. Cô ấy châm chọc như vậy lại còn có Dương Quan Quan làm chân chó đồng tình. Lập tức khiến cho Lục Thái cảm thấy đầu óc có chút nổ tung. Quan Quan, cô không hiểu rồi, hiện tại xe bus đều dùng riêng. Trần Ngư cười nói. Lục Thái tức giận đến chết khiếp, cười lạnh nói, các người hiện tại cứ nói đi, cũng chỉ có thể khoe khoang trên mồm mà thôi. Chờ Lôi ra sụp đổ, tôi xem làm sao các người còn có thể cười được nữa. Ngọc Tiểu Long đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn Lục Thái với thái độ khinh thường hơn cả khinh thường. Ánh mắt đó còn quá đáng hơn cả lúc miệt thị Tề Đẳng Nhàn ở cửa nhà tù U Đô. Cô rất khinh thường loại người trà đạp nhân phẩm của mình. Loại người hèn hạ rác rưởi, đừng ồn ào ở bên tai tôi, lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết cô. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói. Tôi không tin, Lục Thái còn muốn nói. Nhưng Ngọc Tiểu Long lại nhấc bước chân, bước một bước đến trước mặt Lục Thái, quát lớn, cút đi. Nói xong lời này. Mái tóc dài của cô ấy không gió tự bay, sau khi tung lên, khí huyết bùng nổ, khuỷu tay đã va thẳng vào. Lục Thái không ngờ rằng Ngọc Tiểu Long lại ngang nhiên ra tay với mình như vậy. Cô ta chặn tay trước ngực, kéo dài bước chân, đẩy về phía trước một chút. Tuy nhiên khuỷu tay của Ngọc Tiểu Long va chạm quá mạnh mà Lục Thái phản ứng vội vàng nên đã bị cú huých này làm cho phải lùi một bước về phía sau. Gót chân Lục Thái vừa chạm đất đã nhìn thấy một quyền của Ngọc Tiểu Long đâm vào bụng mình, đột ngột kéo lên, đánh vào cằm cô ta như một khẩu pháo. Lục Thái lại hạ khuỷu tay xuống, phịch một tiếng, đón được quyền đó nhưng bước chân cũng mất vững, liên tiếp lùi lại. Ngọc Tiểu Long căn bản không cho Lục Thái có cơ hội đánh trả, chân kéo dài thành dáng bắn cung khiến Lục Thái cả kinh, đối phương bước một bước hình cung sao lại dài đến thế. Thân thể Ngọc Tiểu Long căng thẳng như dây cung, cột sống run lên. Đồng thời khí huyết trong cơ thể ngưng tụ và nổ tung, sử dụng chiêu thức bạo kim đan mà Tề Đẳng Nhàn dạy cho mình, đánh ra một đòn dương cung bắn hổ. Trọng tâm của Lục Thái không ổn định nên không có cách nào ngăn cản một quyền này, chỉ có thể miễn cưỡng chặn hai tay ở trước ngực. Oanh! Một quyền của Ngọc Tiểu Long đánh vào cánh tay cô ta khiến hai chân cô ta rời khỏi mặt đất bay ra ngoài.
Ngay lúc Ngọc Tiểu Long đang muốn đuổi theo đánh đập hoặc giết người thì Nghiêm Mộc Long đã lướt một bước tới trước mặt cô, tay phải ôm đầu, tay trái đấm vào ngực. Hừ, Ngọc Tiểu Long hừ một tiếng, hơi nghiêng cổ tránh né đòn tấn công. Nhưng cổ tay của Nghiêm Mộc Long lại xoay nhẹ, nhẹ nhàng duỗi tay phải ra nắm lấy tai cô. Lúc này, Lục Thái đã đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, máu mũi chảy ra, trạng thái toàn thân yếu đi rất nhiều. Ngọc Tiểu Long thấy vậy, biết ý định lợi dụng cơ hội tiêu diệt Lục Thái đã không còn khả thi nên lùi lại để tránh liên hoàn sát chiêu của Nghiêm Mộc Long. Nghiêm Mộc Long cũng không truy đuổi nữa. Hai người đều là người có địa vị cao, trong tình huống này không thể vung tay đánh nhau thật được. Ngọc tướng quân, cô có ý gì đây? Vô cớ công kích người khác sao? Nghiêm Mộc Long trầm giọng hỏi. Cô ta dám dùng lời nói tấn công tôi đánh cô ta, không được sao? Ngọc Tiểu Long nhẹ nhàng hỏi. Lục Thái không khỏi tối sầm mặt nói, tôi không có, rõ ràng là cô vô cớ công kích tôi. Mọi người không khỏi nhìn Ngọc Tiểu Long, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọc Tiểu Long nói, nếu miệng cô không nói những lời bẩn thỉu thì tôi sẽ động thủ đánh cô sao? Thật là buồn cười, tôi cần phải tự hạ thấp thân phận để chấp nhận và chà đạp một kẻ nguyện ý làm người hầu vô dụng thế sao? Cô ta vừa mở mồm ra đã mắng tôi đã cảnh cáo rồi nhưng cô ta không nghe. Nếu các người không tin thì có thể hỏi cô Dương, Tôn Phu Nhân, cô Trần đều có thể làm chứng. Trần Ngư trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngọc Tiểu Long, phong cách này sao giống tên trộm chó kia đến vậy? Dương Quan Quan cũng cảm thấy Tam Quan có chút rời rạc, sao Ngọc Tiểu Long học được cách công khai hãm hại người khác? Tề Đẳng Nhàn không chỉ dạy bạo kim đan mà còn truyền thụ cả việc không biết xấu hổ sao? Tôn Phu Nhân cũng cảm thấy như vậy, tuy Lục Thái có hơi ra vẻ nhưng cũng không lên tiếng mắng chửi người đâu. Tuy nhiên, ba người họ cũng lên tiếng thay Ngọc Tiểu Long, chứng tỏ Lục Thái đã thốt ra những lời lẽ tục tĩu, nhục mạ Ngọc Tiểu Long. Mà nhân cách của Ngọc Tiểu Long cũng được mọi người công nhận. Sau khi nghe xong cũng đều nhìn Lục Thái bằng ánh mắt như nhìn một con ngốc. Cảm thấy người phụ này thật sự bị bệnh tâm thần, lại còn dám đi nhục mạ một vị tướng quân cấp cao của Hắc Long quân, như vậy chẳng phải là tìm chết ư. Mắng một hai câu người ta không chấp nhận đã là tốt rồi còn muốn mắng thêm vài câu thì bị đánh chết cũng xứng đáng. Mặc dù mọi người đều im lặng, sợ đắc tội Triệu gia nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ Lục Thái vẫn nhìn ra ý tứ đại khái. Đám người kia đều đang âm thầm chửi mình. Xin lỗi tôi đi, nếu không, hôm nay tôi sẽ khiến cô chết ở chỗ này. Ngọc Tiểu Long tiến lên một bước, trầm giọng nói, Nghiêm Mộc Long cũng không thể bảo vệ cô. Lục Thái nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Ngọc Tiểu Long quá vô liêm sỉ. Mình chỉ mới nói có hai câu thôi mà cô ta đã muốn mình cút đi, sau đó còn ra tay đánh người. Quay đầu lại còn ngang nhiên hãm hại mình, còn phải xin lỗi. Quá không biết xấu hổ nhỉ. Ba người Dương Quan Quan, Tôn Phu Nhân và Trần Ngư cũng nhìn đến mức không nói nên lời. Thậm chí còn tự hỏi tên trộm chó Tề Đẳng Nhàn kia có phải đang cải trang thành Ngọc Tiểu Long gây rối hay không. Lục Thái bị oan đến suýt rơi nước mắt, nhưng cô ta cũng biết lúc này mọi người đều tin Ngọc Tiểu Long, mà Ngọc Tiểu Long lại hung hãn như vậy, nếu cô ta không xin lỗi, chuyện này sẽ không thể giải quyết được. Vì vậy, cô ta chỉ có thể hít một hơi thật sâu nói, tôi xin lỗi, là tôi không hiểu lễ phép. Cút đi, Ngọc Tiểu Long nghe xong, lạnh lùng đáp lại. Nghiêm Mộc Long không khỏi lắc đầu, nói với Ngọc Tiểu Long, không nhìn ra, cũng có lúc cô vô liêm sỉ như vậy. Nhưng Ngọc Tiểu Long lại cười nói, cũng thế cả thôi. Bởi vì, hiện tại tôi đã hiểu, đối phó loại người không biết xấu hổ như các người thì phải dùng thủ đoạn như vậy mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Nghiêm Mộc Long không nói nữa, xoay người đi sang bên cạnh, cô ta không muốn xảy ra xung đột gì với Ngọc Tiểu Long, thân phận và địa vị của mọi người đều bày ở đây, không thể giống như đám đàn bà đanh đá chửi đồng, càng không thể động thủ luôn được. Sao tôi cảm thấy cô đã thay đổi? Tôi đã không nhận ra cô nữa. Trầm Ngư nhìn Ngọc Tiểu Long, thấp giọng hỏi. Tôi không thay đổi, chỉ là suy nghĩ của tôi đã rực rỡ hẳn lên thôi. Tuân theo khuôn phép cũ lại là trói buộc chính mình. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ này, tôi nên dùng loại thủ đoạn ngang ngược vô lý này. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói. Vừa rồi cô ấy thực sự định đánh Lục Thái tàn phế. Nếu không phải giữa đường Nghiêm Mộc Long nhảy ra thì hiện tại Lục Thái đã bị nâng lên trên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Dương Quan Quan khịt mũi nói, có chắc chắn là Tề Đẳng Nhàn không dạy hư cô không? Ngọc Tiểu Long nghĩ tới các loại thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn,
khóe miệng không khỏi run lên, nói, có lẽ có chút mua dầm thấm đất đấy, truyền cho tôi một ít cảm hứng. Tôn Dĩnh Thục giơ ngón tay cái lên nói, cao kiến. Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, hầu như tất cả các nhân vật lớn của các bên đều đến, khung cảnh lập tức trở nên sôi động. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, anh mặc hồng y của Tổng Giám Mục, vừa kẹp một cuốn kinh thánh dưới nách vừa cầm quyền trượng trong tay, khuôn mặt thánh thiện bước vào hiện trường. Xin hỏi Giám Mục Tề, ngài có cảm tưởng gì khi trở thành Giám Mục người Hoa đầu tiên đạt cấp bậc hồng y trong lịch sử của Thánh giáo? Xin chào Giám Mục Tề, ngài nghĩ thế nào về sự phát triển trong tương lai của Thánh giáo ở miền Nam? Giám Mục Tề, ngài có thể cho tôi biết ngài dự định sắp xếp công việc sau này như thế nào không? Tề Đẳng Nhàn sửa lại lời bọn họ nói, tôi là Tổng Giám Mục của khu phía Nam, mặc dù cũng mặc hồng y nhưng so với hồng y Giám Mục còn cao hơn một bậc. Tôi là người cao nhất trong những giám mục, chỉ có các Tổng Giám Mục các khu khác mới có thể ngang hàng với tôi. Cho nên các người phải gọi tôi là Tổng Giám Mục Tề. Ngọc Tiểu Long lại không khỏi mỉm cười nói, lão nhị vạn năm chính là miêu tả anh ta nhỉ. Mấy người đều cảm thấy lời tổng kết này rất sâu sắc. Ở trong ngục giam chỉ có thể là nhị đương gia, ra đến thánh giáo cũng phải là lão nhị. Tai của Tề Đẳng Nhàn thính đến mức tất nhiên nghe được lời Ngọc Tiểu Long nói. Điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu, có cần hạ nhục người khác như vậy không? Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lên sân khấu, trên mặt tất cả kẻ thù đang nhắm vào tàu thuyền Lôi Thị đều không khỏi nở nụ cười khinh bỉ. Quả nhiên như bọn họ suy đoán, Tề Đẳng Nhàn phải chống lưng cho tàu thuyền Lôi Thị. Tuy nhiên, trong tình huống mọi người cùng muốn lật đổ của tàu thuyền Lôi Thị thì một mình anh có thể trụ được bao lâu? Họ không tin rằng lần này Tề Đẳng Nhàn có thể cứu được tòa nhà sắp sập. Cho dù lần này anh có lấy ra thêm 50 tỷ lượng vàng để cứu tàu thuyền Lôi Thị, e rằng cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thì lần này các thế lực hàng đầu như Tài Phiệt Thượng Tinh và Hội Huyền Dương cũng ra tay. Hơn nữa, một số người còn nắm giữ rất nhiều tin tức bẩn thỉu về tàu thuyền Lôi Thị, đến lúc đó cùng nhau tung ra ngoài, không ai có thể lấp được lỗ hổng lớn đó. Tề Đẳng Nhàn đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và chế giễu, bước tới trước mặt Lôi Chấn Kỳ, bắt tay anh ta, cười nói. Cầu xin Thánh chủ phù hộ cho anh, amen. Lôi Chấn Kỳ hơi cúi đầu nói, cảm ơn Giám Mục Tề. Hôm nay anh ta mặc đại hồng y tới đây, quả nhiên là muốn dựa vào địa vị Tổng Giám Mục khu phía Nam để ủng hộ Lôi ra. Lục Thái lạnh lùng nói. Nhưng thứ này cũng chả làm được mẹ gì hết, anh là loại Tổng Giám Mục gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Huống hồ, ở chỗ chúng ta cũng không quá tin tưởng vào Thánh giáo. Trần Bá Hạ cười lạnh nói. Mạnh Thiên Xanh cũng nói, chỉ là một tổng giám mục hèn kém không thể bảo vệ được tàu thuyền Lôi Thị. Mặt mũi của anh ta cũng không dễ dùng như vậy. Đám kẻ thù đều chế nhạo nói những lời châm chọc mỉa mai, dù sao thì họ cũng không để Tề Đẳng Nhàn bỏ đi này vào mắt. Lý Toàn Chân liếc nhìn Tôn Dĩnh Thục một cái, chỉ cần có được một phần cổ phần nhất định trong tàu thuyền Lôi Thị, cô ta có thể coi đây là điểm tựa để cậy mở quyền lực của Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục hiện kiểm soát phần lớn quyền lực ở thị trường Hoa Quốc, việc cô ta phải làm là đá Tôn Dĩnh Thục ra khỏi đây hoàn toàn. Một đám ngốc đều muốn đến xem náo nhiệt của mình đúng không? Thật sự rất tốt, Tề Đẳng Nhàn cười lạnh trong lòng, cảm nhận được trong những ánh mắt kia tràn đầy sự ác ý và chế giễu. Lôi Chấn Kỳ không khỏi khẩn trương hỏi, giáo hoàng thật sự sẽ đến sao? Tại sao ông ấy còn chưa xuất hiện? Tề Đẳng Nhàn nói. Anh có bao giờ nhìn thấy Boss xuất hiện ở ngay làng Tân Thủ chưa? Lôi Chấn Kỳ sửng sốt nói, có đấy, trong game của Hidetaka Miyazaki không phải thường xuyên phái Boss đến canh giữ lối vào làng Tân Thủ để đánh người chơi sao? Tề Đẳng Nhàn nghe xong cũng thấy sửng sốt, cái quái gì vậy? Còn có thể nói chuyện phiếm được nữa không? Tại sao lại nói về lão đạo tặc Miyazaki làm gì? Trước đây anh từng xem Dương Quan Quan chơi Sekiro rất hăng say. Cảm thấy bản lĩnh học võ của mình không tệ thì khi chơi loại trò chơi hành động này chắc hẳn sẽ rất trâu bò. Kết quả rằng bị đánh cho thành con chó. Đang chơi Dark Souls 3, vừa ra ngoài đã bị Boss Huda ấn xuống đất trà sát. Khi Elden Ring vừa ra mắt, mới đặt chân đến ngã ba đã bị một thủ vệ đại thụ cầm cây kích hoàng kim chém thành từng mảnh ngơ ngác. Vì thế, anh có phần oán hận lão đạo tặc Miyazaki này. Trả lời tôi đi. Lôi Chấn Kỳ không khỏi căng thẳng. Anh yên tâm đi, giáo hoàng sẽ tới. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói.
Lôi Trấn Kỳ nhẹ nhàng thở ra nói, chỉ cần có thể bảo đảm ông ấy sẽ đến là tốt rồi. Chỉ có ông ấy mới có thể trấn áp được những kẻ đang bừng bừng dã tâm này. Đương nhiên, giáo hoàng xuất hiện thì khỏi phải nói. Ông ấy tự mình lộ diện ký hợp đồng với tàu thuyền Lôi Thị. Nếu có ai dám thì tàu thuyền Lôi Thị thì đó sẽ là một cái tát vào mặt ông ấy, là không nể mặt ông ấy, là đối nghịch với thánh chủ. Đến lúc đó, giáo đồ trên khắp thế giới đều sẽ cùng nhau tấn công. Những kẻ có tiền tin vào thánh giáo cũng không ít. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, ngài ấy sẽ sớm xuất hiện. Tề Đẳng Nhàn nói với Lôi Trấn Kỳ. Hay là chúng ta đợi ông ấy đến rồi tuyên bố bắt đầu. Lôi Trấn Kỳ cau mày, vì giáo hoàng, chỉ hoãn cuộc họp báo một chút cũng có thể coi là tôn trọng. Cứ làm đúng giờ đi, Tề Đẳng Nhàn nhìn đồng hồ, trầm ngâm gì đó nói. Lôi Trấn Kỳ nghe ý kiến của anh, sau đó mời từng khách mời ngồi vào chỗ, tuyên bố buổi họp báo sắp bắt đầu. Đám kẻ thù trên tàu thuyền Lôi Thị đều tới đây để xem trò vui. Đồng thời, bọn họ cũng muốn xem thái độ của Lôi Gia đối với chuyện này như thế nào. Tề Đẳng Nhàn sẽ ra mặt ủng hộ Lôi Gia, điều này không làm họ ngạc nhiên, đồng thời họ cũng không cảm thấy kính sợ gì. Dù sao thì mọi người đều biết anh là loại tổng giám mục gì, không mấy quan tâm đến anh. Dù sao tôi cũng là tổng giám mục khu phía Nam, sao những người này dám phất lờ ta, để lão bệ hạ sớm tới tát mạnh vào mặt ngươi. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm. Lôi Trấn Kỳ bật micro, bình tĩnh nói, tàu thuyền Lôi Thị đã trải qua nhiều thập niên sóng gió, hiện tại đang là một người mê mang đứng ở giữa ngã tư đường. Lời mở đầu của anh ta rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề. Lôi Trấn Lân lặng lẽ ngồi ở một bên, Lôi Tuyết Kiều nói, chú hai, cháu nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại. Tên họ Tề kia không thể khống chế được quần lang sẵn sàng xẻ thịt Lôi ra chúng ta này. Võ công của anh ta rất cao nhưng cũng không thể vì chuyện này mà đại khai sát giới chứ. Huống hồ, nhiều người như vậy, anh ta cũng không giết hết được. Lôi Trấn Lân thầm nghĩ, giết không hết ư. Nếu anh ta thật sự không có ràng buộc trần thế thì chỉ cần động tay một cái, chỉ một giây có thể lấy đầu bọn họ xuống làm cầu đá đấy. Anh ta không trả lời Lôi Tuyết Kiều, cũng hoàn toàn không lo lắng, chỉ bình tĩnh lắc đầu nói, cứ yên tĩnh nhìn là được. Đây là quyết định của ông nội cháu trước khi đi. Lôi Tuyết Kiều tức giận ngậm miệng, cảm thấy chuyện này quá ấu trí, dù sao giao sự sống chết của tàu thuyền Lôi Thị vào tay người ngoài, có vẻ có chút không hợp lý và ổn trọng. Lôi Trấn Kỳ tôi mặc dù là con trai cả của Lôi gia nhưng vì lý do thể chất nên không thích hợp lâu dài quản lý kinh doanh cùng vận hành công ty, cũng không có nhiều sức lực như vậy. Em trai tôi là Lôi Trấn Lân càng không cần phải nói. Tình trạng thân thể còn kém hơn tôi, càng không thích hợp lao tâm lao lực. Cho nên, tại đây tôi tuyên bố, từ nay về sau tất cả việc kinh doanh của tàu thuyền Lôi Thị đều giao vào tay ngài Tề Đẳng Nhàn. Ngài ấy sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc tàu thuyền Lôi Thị, quản lý toàn bộ công việc của tàu thuyền Lôi Thị. Lời Lôi Trấn Kỳ vừa nói ra, các phóng viên có mặt tại hiện trường đều bùng nổ. Đầu tiên là cả đám nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó bắt đầu thì thầm với nhau. Tin tức này có phải hơi quá bùng nổ không? Thực sự giao toàn bộ tàu thuyền Lôi Thị cho người ngoài vận hành. Lôi ra tin tưởng Tề Đẳng Nhàn như vậy sao? Huống chi, tàu thuyền Lôi Thị bây giờ đang trong tình trạng mọi người đều dồn vào chân tường, có nhiều thế lực lớn như vậy đang chuẩn bị chia cắt, dựa vào một mình Tề Đẳng Nhàn có thể trấn áp được những kẻ này không? Lục Thái khinh thường cười lạnh nói, quả nhiên, Lôi ra muốn dựa vào thân phận tổng giám mục của tên họ Tề này để hù dọa mọi người nhưng như vậy có ích lợi gì? Đúng vậy, thân phận tổng giám mục của anh ta chỉ là một con hổ giấy, chọc là thùng. Vốn dĩ mọi người đều không sợ. Mạnh Thiên Xanh nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt lộ ra vẻ hận ý. Khi chuyện tàu thuyền Lôi Thị được giải quyết ổn thỏa, ảnh hưởng của Lôi gia hoàn toàn tiêu tan vậy thì bọn họ sẽ tìm mọi cách bóp chết Tề Đẳng Nhàn ở Hương Sơn. Trần Ngư không khỏi thở dài nói, lực uy hiếp không đủ. Không cách nào khống chế được tình thế. Ngọc Tiểu Long hỏi, cô còn chưa biết ư? Tôi biết cái gì? Trần Ngư sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn không nói cho cô ấy biết tình hình, cô ấy chỉ cho rằng Tề Đẳng Nhàn có một loại lực lượng nào đó có thể hóa mục nát thành thần kỳ để giữ được tàu thuyền Lôi Thị. Hiện tại xem ra, chỉ có thể nói hiệu quả chỉ ở mức trung bình. Tôn Dĩnh Thục và Dương Quan Quan cũng nhìn cô ấy với vẻ mặt chúng tôi đều biết, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Tề Đẳng Nhàn rất thân thiết với Trần Ngư nhưng anh không nói cho cô ấy biết giáo hoàng sẽ ra sân để trấn an mọi chuyện. Cho nên... khi mấy người bọn họ biết rằng cô ấy không biết chuyện đều cảm thấy rất vui vẻ.
Còn tưởng Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư đã đến tình trạng biết gì nói hết chứ. Không ngờ là vẫn có điều che giấu đấy. Ngay khi Tề Đẳng Nhàn xuất hiện trên sân khấu, hiện trường đã phát ra tiếng la ó. Những tiếng la ó đương nhiên đến từ kẻ thù của tàu thuyền Lôi Thị, họ không ở dưới trướng của Tề Đẳng Nhàn. Các phóng viên thấy thế cũng đều âm thầm suy đoán, có vẻ như uy danh của Tề Đẳng Nhàn không thể bảo vệ được tàu thuyền Lôi Thị. Cho dù Tề Đẳng Nhàn giữ chức tổng giám đốc tàu thuyền Lôi Thị thì việc giúp Lôi gia quản lý tàu thuyền Lôi Thị cũng vô ích. Sức mạnh vốn của kẻ thù quá khủng bố, một mình anh không thể ngăn chặn được. Địa vị tổng giám mục khu phía nam của anh không thể khiến mọi người sợ hãi. Đây chính là cách Lôi gia các người liều mạng giãy giụa lần cuối sao. Xem ra trước khi Lôi Thiên Tứ rời đi không để lại cho các người bất kỳ chỗ dựa nào. Có người chế nhạo Lôi Chấn Kỳ. Mặt Lôi Chấn Kỳ không biểu tình nói, các người cho rằng nhất định thắng sao. Tôi sợ ngay cả dũng khí ra tay các người cũng không có. Lúc này Lục Thái bình tĩnh nói, tên họ Tề tuy rằng rất cường đại nhưng danh tiếng của anh ta cũng không thể trấn áp nhiều người như vậy. Kết cục cuối cùng của tàu thuyền Lôi Thị vẫn phải chia năm xẻ bảy. Ánh mắt của đám người Trần Bá Hạ, Mạnh Thiên Xanh cũng lạnh lùng chế nhạo, cảm thấy rằng phe của họ đã nắm chắc thắng lợi. Nhưng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu với Lôi Chấn Kỳ. Lôi Chấn Kỳ nhẹ nhàng cười nói, ngoài việc công bố ngài Tề là tổng giám đốc tàu thuyền Lôi Thị của chúng tôi còn có một việc quan trọng nữa muốn thông báo. Đó là, toàn bộ tàu thuyền Lôi Thị sẽ được ủy thác hoàn toàn dưới danh nghĩa Thánh giáo. Hơn nữa tôi sẽ đích thân ký một thỏa thuận với giáo hoàng. Bây giờ, chúng ta hãy mời người lãnh đạo của Thánh giáo, Đức Giáo Hoàng của Thiên Chúa Quốc. Anh ta nói xong những lời này, hiện trường lập tức rơi vào im lặng, trên mặt mọi người đều tràn đầy kinh hãi, không nói nên lời. Trần Ngư kêu lên, cảm thấy như bừng tỉnh đại ngộ, nói, tôi đã nghĩ là tên trộm chó này không thể bất cẩn như vậy, hóa ra đã sớm mời Giáo Hoàng đến để giải quyết chuyện rồi. Nếu Giáo Hoàng đích thân tới đây ký hợp đồng với tàu thuyền Lôi Thị, vậy thì thật sự không có người nào dám làm loạn. Bằng không, một phút sau sẽ bị Giáo Hoàng thu dọn. Nhưng Giáo Hoàng không phải ở Cao Câu Ly sao? Ông ấy đến Hương Sơn khi nào? Giáo Hoàng đến Hương Sơn đã lâu, người ở lại Cao Câu Ly chỉ là người thay thế, gần đây cũng không xuất hiện ở bên ngoài. Sau khi Lý Toàn Chân nghe Lôi Chấn Kỳ nói, không khỏi chế nhạo, ngài Lôi đang đùa chúng tôi à? Giáo Hoàng sẽ để ý đến yêu cầu nhàm chán của các người sao? Ông ấy còn đang bận giảng đạo ở nước chúng tôi, vốn không rảnh. Cô ta vừa nói lời này, mọi người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhớ tới tin tức gần đây rằng Giáo Hoàng quả thực đang ở Cao Câu Lệ. Bây giờ Lôi Chấn Kỳ nói muốn mời Giáo Hoàng ký hợp đồng, đơn giản chỉ là khoe khoang thôi, làm sao Giáo Hoàng lại có thể ở đây? Nhưng, ngay sau đó, họ bị vả mặt. Rob Ben, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh xuất hiện trong bộ áo giáp bạc cùng với hai kỵ sĩ thánh cao lớn và mạnh mẽ không kém. Ba người vừa xuất hiện trên sân khấu, khí thế đã tràn ngập, khiến người ta cảm nhận được một bầu không khí thần thánh trang nghiêm. Mời Đức Giáo Hoàng, Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân đều lớn tiếng nói. Bóng dáng Giáo Hoàng xuất hiện từ một góc khuất, mặc áo bào trắng, đội vương miện vàng, tay cầm vương trượng tượng trưng cho quyền uy, có ba vị kỵ sĩ thánh dẫn đường, bước từng bước vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.